Đầu buổi học ngày hôm nay, buổi học ngày hôm nay chúng mình biết là nhiều cháu chưa học được Anken, thì chúng mình sẽ dạy thật chậm cái bài Anken này nhá. Chúng mình sẽ dạy thật chậm cái bài Anken này để cho các cháu có thể nắm rõ được hơn Anken. Các cháu phải hiểu này, Anken ấy nó là ở đằng sau thằng Ankan. Nếu mà các cháu không nắm được đại cương hữu cơ không sao, nhưng sang Anken, Ankan, Ankin, Ankadien các cháu phải nắm được, nếu không các cháu rất dễ toang. 2K3 thì như chú đã phân tích từ trước thì 2K3 các cháu là 2K3 nhá, là không có tinh giản nhá. Không có tinh giản. Đấy là lý do mà tại sao chú bảo là 2K2 sướng. 2K2 là sướng rồi. 2K2 là sướng rồi. Sướng vì đề minh họa dễ và có tinh giản nhá. Đề minh họa dễ và có tinh giản. Chứ còn 2K3 là khổ. Tại sao chú lại bảo 2K3 khổ? 2K3 khổ này. Vì bộ không có tinh giản cho 2K3 nhá. Không có tinh giản cho 2K3 đâu. 2K3 chú ý mà học vào. Không có tinh giản cho 2K3 là một, được chưa? Không có tinh giản này, thi thì vẫn thi như thế, vẫn thi như cũ, vẫn thi như cũ, thi như cũ. Thế mà như chú bảo này, đáng nhẽ bình thường là đến bây giờ là gần hết học kỳ 2 rồi đúng không? 2K3 chuẩn bị được nghỉ hè rồi, 1 tháng nữa là nghỉ hè là thi xong, là học sang chương trình lớp 12. Thế mà bây giờ vẫn chưa học hết học kỳ 2. Đúng chưa? Vậy là 2K3 bị mất trắng 2 tháng. Mà thi vẫn như cũ, đề có khéo còn khó hơn. Đề thì chắc chắn là nó phải khó hơn rồi. Đề thì khó hơn. Đề khó hơn 2K2, toang 2K3. Toang hết tất cả bọn 2K3 nhá. Toang hết tất cả bọn 2K3, thế là thôi xong đi rồi. Thế nên là những đứa nào mà 2K3 đang theo dõi video livestream này, những đứa nào mà 2K3 đang theo dõi video livestream này thì nhanh tay share video livestream lại về tường, đúng chưa? Và tag tất cả các bạn 2K3 vào đây, chúng mình sẽ cứu vớt linh hồn của các cháu. Ok? Chúng mình sẽ cứu vớt linh hồn của các cháu. Thế nhá, mình bắt đầu học nhá. 2K2 thì số sướng rồi. Không nói làm gì nữa. 2K2 số sướng. Cầm vàng đừng để vàng rơi nhá, 2K2 nhá. Rồi, chúng ta bắt đầu học được chưa? Chúng ta bắt đầu học nhá. Câu số 1. Câu số 1. Đúng rồi, 2K2 thì sướng rồi, 2K3 mới khổ. Câu số 1 này, Anken X có công thức cấu tạo, tên của X là. Đây, Anken X có công thức cấu tạo như là như này. Thì tên gọi của X là gì? Đấy các cháu chú ý này. Bây giờ là phải học thôi, 2K3 bây giờ phải học thôi chứ không là toang nhá. Các cháu nào mà muốn đăng ký cái khóa học của chú Minh, các cháu nào mà muốn đăng ký cái khóa học của chú Minh ấy thì inbox với lại bé Chin Chin này nhá, bé Chin Chin cực kỳ đáng yêu nhá. Chú Minh có khóa học dành cho 2K3, mất gốc hữu cơ lấy lại từ đầu, dạy lại từ đầu nhá. Hello chào Ngọc Thuận, được chưa? Thôi chúng mình bắt đầu vào dạy đây, không nói nhiều nữa. Nào mình có này. Đây chúng mình viết thằng này lại nhá, viết lại. Viết bỏ H đi cho dễ nhìn. C này. C này, nối đôi C này, C. Nhìn thấy chưa? Thế bây giờ này chúng ta phải ưu tiên nhá, ưu tiên đánh số nhá. Ưu tiên đánh số thì đánh số từ vị trí carbon gần nối đôi nhất trước. Được chưa? Ưu tiên đánh số thì đánh số từ vị trí carbon gần nối đôi trước. Vậy ở đây phải đánh số được 1, 2, 3, 4 và 5. Chúng mình dạy cực kỳ chậm nhá, các cháu chú ý nhá, chúng mình dạy cực kỳ chậm để cho các cháu thật là dễ hiểu luôn. Được chưa? Vậy 1 2 3 4 5 thì hoàn toàn ở đây mình có này. Anh này nó sẽ là nhóm này là nhóm CH3 đính vào vị trí carbon số 3, được chưa? Vậy anh này sẽ là 3 metin, 3 metin. Được chưa? Cùng đọc với chú này. Mẹ em phải bón phân, đúng chưa? Phân thì là gì? Pentờ. Pentờ, được chưa? Vị trí này carbon số 2 đính nối đôi là pentờ 2N, các cháu hiểu chưa? Các cháu hiểu cách đọc chưa? 3 metin pentờ 2N. Rất nhiều cháu đọc nhầm thành 3 metin pentờ 3N là chết. Đây này, rất nhiều cháu tô đáp án B là sai. Được chưa? Và đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án C, bởi vì chúng ta phải ưu tiên là carbon chứa nối đôi, được chưa? Đánh số từ carbon chưa có chứa nối đôi về. Được chưa? Đấy, chúng ta hiểu chưa nhỉ? Các cháu hiểu chưa? Các cháu hiểu rồi thì chấm cái để chúng mình biết nhé. Các cháu nào mà hiểu rồi thì chấm cái để chúng mình biết nhé. Bị học dốt cũng học được nhá. Đấy, đúng rồi. Nào, ở đây là chúng mình dạy lại từ đầu mà. Câu số 2, tất cả những đứa nào mà chưa biết một tí về gì về Anken là ok, được chưa? Hello, chào cả nhà. Cả nhà đang theo dõi video livestream của chú Vinh nhá. Chú Vinh đang dạy lại từ Anken. Ok. Nào mình có này, câu số 2 nè, câu số 2. Anken có khả năng tham gia các phản ứng nào? Thế ở đây này, có những rất nhiều đứa là chưa biết là Anken có tham gia phản ứng nào thì chú Vinh viết lại cho các cháu nhìn nhá. Thứ nhất này, Anken có khả năng, ví dụ Anken đầu tiên là Anken CH4 này. Anken CH4 thì nó có đây công thức cấu tạo đây, CH2, CH2 thì nối đôi CC này nó kém bền. Kém bền hiểu không các cháu? Kém bền này. Nối đôi này kém bền thì nó rất dễ tham gia các phản ứng hóa học, ví dụ như là cộng với hydro, xúc tác niken, nhiệt độ nhá. Khi cộng hydro xúc tác niken nhiệt độ thì nối đôi là bị đứt ra này.
nối đôi bị đứt ra nó chuyển về nối đơn, vậy là CH3 này, CH3 này, đấy là phản ứng cộng nhé, đây là phản ứng cộng, được chưa? Các cháu nhớ nhá. Và ngoài cộng hydro thì nó còn có thể cộng được cả brom. Cộng brom, các cháu nhìn kỹ nhá, cộng brom này là CH2 này, Br này, CH2 này, Br. Ok, được chưa? Hay nói cách khác là mất màu dung dịch brom, được chưa? Mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường. Đấy là phản ứng cộng nhá. Vậy là nó có cộng. Được chưa? Thế phản ứng trùng hợp là gì? Đây, cái phản ứng trùng hợp đây là cái phản ứng mà ví dụ của chúng mình dễ hiểu nhất về việc gì? Đi xăm, tri xăm, thri xăm, pen xăm, hét xăm. Nói chung là poly xăm. Đây, CH2 nối đôi CH2, được chưa? Nhá, nhiệt độ áp suất xúc tác. Nhiệt độ áp suất xúc tác, được chưa? Dưới nhiệt độ áp suất xúc tác cao, được chưa? Dưới nhiệt độ áp suất xúc tác cao để tạo thành CH2 gạch CH2 tất cả N lần. Ok chưa? Đấy, thế nhưng mà ở đây có nhiều cháu là vẫn chưa hiểu về mặt bản chất nhá. Chúng mình hướng dẫn cho các cháu về mặt bản chất cho các cháu nhìn. Ví dụ này, dịch COVID làm cho con gái trên đời này chết hết. Nhá, cái bọn con trai nghe đây, dịch COVID làm cho con gái trên đời này chết hết. Đây là hai thằng con trai. Đấy, chúng mình nhốt hai thằng con trai vào. Trên đời này chỉ còn hai thằng con trai đứng cạnh nhau. Thì điều gì xảy ra với hai thằng con trai này? Nhìn kỹ nhá, nhìn kỹ nhá. Dưới nhiệt độ áp suất cao của trái đất, đấy, dưới nhiệt độ áp suất cao của trái đất, liên kết pi này đứt ra, liên kết pi này đứt ra. Đấy, thằng con trai này bị đứt ra, đứt một nửa giới tính. Chia ra một cái đằng trước, chia ra một cái đằng sau. Được chưa? Liên kết pi này đứt ra, cũng chia ra một cái đằng trước, chia ra một cái đằng sau. Vậy các cháu thử nghĩ xem điều gì xảy ra với hai thằng con trai này? Điều gì xảy ra với hai thằng con trai này? Là gì? Thằng này chia ra một cái đằng trước, thằng này chia ra một cái đằng sau, thằng này chia một cái đằng trước, thằng này chia một cái đằng sau. Thì làm sao nhỉ? Hai cái này nó thông vào nhau. Đấy, thông vào nhau. Vậy là điều này nó xảy ra nếu mà tất cả thế giới đều là con trai thì nó cứ thông nhau nhỉ? Thông nhau này để tạo thành một chuỗi các mắt xích như này. Đấy được gọi là polymer hóa các cháu nhá. Đấy, đây gọi là khi mà đây gọi là cái này thì thế giới người ta đã chứng minh rồi. Đại học Harvard đã có một cái chứng minh. Đại học Harvard có một cái câu nói thế này là bạn là đến 100% 100% con trai trên đời này đều không thẳng. Đều không thẳng. Nhá, 100% con trai trên đời này đều không thẳng. Các cháu hiểu chưa? Còn lại nhá. Còn lại nếu bạn vẫn đang thẳng. Nếu bạn vẫn thẳng. Vẫn đang thẳng nhá, vẫn đang thẳng. Thì đơn giản chỉ bởi vì thì đơn giản bởi vì bạn chưa kiếm được được người có thể làm cong bạn, được người có thể làm cong bạn. Nhớ đấy, mấy thằng con trai đang thẳng nhá. Đấy nhá, mấy thằng con trai đang thẳng nhớ nhá, hiểu chưa? Nhớ đấy. Đây này, 100% con trai đều không thẳng. Nếu bạn vẫn đang thẳng thì hãy cố gắng tận hưởng cái cuộc sống đang thẳng của mình. Bởi vì đơn giản là bạn chưa kiếm được người có thể làm cong bạn. Trên đời này nếu mà đi ra ngoài đời nhá, mà gặp được một thằng nhá, mà nhìn nó sét đánh ái tình luôn nhá, là em hoàn toàn có khả năng bị cong. Hiểu chưa? Đấy, mà bọn con trai gái thì nó rất thích bọn con trai cong, không hiểu tại sao. Được chưa? Nhưng yên tâm, chú Binh 100% thẳng. Được chưa? Ôi con trai là những điểm đau. Đấy, chả ví dụ. Thế thì thôi, quay trở lại cái ví dụ của chúng ta thì đấy là một cái ví dụ để tạo thành polyethylene, đúng chưa? Đây, nói vậy thôi chứ anh này là ethylene, còn anh này là polyethylene. Được chưa? Thì anh này được sử dụng làm túi bóng. Túi bóng nhé, tất cả bọn này thì đều được làm chất dẻo, nó liên quan rất nhiều với lại. Cảm ơn Nguyễn Ngọc Thiên, cảm ơn cả nhà nhá. Cả nhà nhớ share video live stream chất này nhá. Vậy là nó có gì? Nó có phản ứng trùng hợp, đấy gọi là trùng hợp. Trùng là cùng, được chưa? Hợp là hợp lại nhá, gọi là trùng hợp. Để cho dập vào VD thì đi chơi với gái. Ok, đây là một cái cách khá là hay. Phản ứng oxy hóa thì rõ ràng là anh C2H4 này thì hoàn toàn có khả năng tác dụng với oxy để tạo thành CO2 cộng với lại H2O các cháu nhỉ. Đấy hoàn toàn có khả năng tạo thành CO2 cộng 2O đúng không? Thế thì vậy là nó có cả oxy hóa nữa. Vậy thì alken có khả năng tham gia phản ứng nào? Thì có cộng này, có trùng hợp này, có oxy hóa này. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án D. Cả A, B, C của chúng ta thì đều đều đúng nhá. Được chưa? Đều đúng. Các cháu nhớ là
nhớ tên viết tắt của nhựa nhựa đó, nhớ tên viết tắt được đơn giản thôi cháu ơi. Polyethylene thì đây này, PE, được chưa? Đấy, viết tắt nó đơn giản thôi mà. Đấy, polyethylene thì viết tắt là hai chữ đầu, một thằng là PE nhé. Chúng ta sang câu 3 này. Ethylene có khả năng làm mất màu dung dịch chứa chất nào sau đây? Ethylene có khả năng làm mất màu dung dịch chứa chất nào sau đây? Các cháu cùng chú ý nhá, đề bài hỏi chúng ta là ethylene có khả năng làm mất màu dung dịch chứa chất nào sau đây. Ok Vũ Ngọc Quy ạ, chúng mình sẽ dạy hết, yên tâm, chúng mình bao thầu hết cho 2K3. Ethylene là CH2 nối đôi CH2 thì như các cháu biết nó có khả năng cộng với lại brom, đúng không? Và nó có khả năng làm mất màu thuốc tím. Các cháu không cần phải nhớ phương trình nhiều, chỉ cần nhớ bất kỳ một cháu alken nào thì nó đều làm mất màu, nó đều làm mất màu dung dịch brom nhá, và dung dịch thuốc tím KMnO4. Cứ nhớ vậy đi, cứ nhớ vậy, auto là như vậy. Alken là mất màu dung dịch brom và mất màu dung dịch KMnO4, cũng giống như kiểu là con trai thì thằng nào nó cũng thích gân xinh, được chưa? Và gân chân dài đấy, con trai đấy, nó giống như kiểu là các cháu có nhớ rằng là alken mất màu dung dịch brom và dung dịch KMnO4, cũng giống kiểu thằng con trai nào nó cũng thích gân xinh hay là chân dài. Chính vì vậy nên là nếu mà dù có đi bên cạnh cháu nhé, hai đứa đang cầm tay nhau, nếu hai đứa yêu nhau đang cầm tay nhau mà có một con xinh hơn đi ngang qua, nó nhìn thấy con đấy là chuyện bình thường, bình thường tất cả những đứa có gấu nhé, chuyện là chuyện bình thường. Thế còn lại mà chuyện bất bình thường là nếu mà đi ngang qua một con xinh hơn cháu đi ngang qua ấy, ngon hơn cháu đi ngang qua mà nó không nhìn thấy mới gọi là chuyện bất bình thường. Thằng đấy có khả năng bị cong, cong thì nghe vẻ số cháu hơi khổ. Ok, và đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án D các cháu nhé, đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Chúng ta sang câu tiếp theo là câu số 4. Dãy đồng đẳng của eten, dãy đồng đẳng của eten có công thức cấu tạo, có công thức tổng quát là, thì chúng ta nhớ rằng là thằng dãy đồng đẳng của eten này nó chính là alken, alken được chưa? Ok nào, alken, alken chúng ta thì đều là công thức tổng quát là CnH2n, đúng không? CnH với n, bạn chú ý rằng là điều kiện của nó là n phải lớn hơn bằng 2. Ok, n phải lớn hơn bằng 2, vậy thì đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B bò. B bò đấy, thế nên là mấy thằng con trai mà có gấu thì nếu mà có gái đi ngang qua thì cứ nhìn thoải mái đi, nếu gấu nó tát cho phát lịch hàm bảo thì là chú Minh bảo rồi. Bây giờ em thích yêu trai thẳng hay em thích yêu trai cong? Nếu mà là trai thẳng thì hãy để cho anh nhìn gái, còn nếu mà em thích yêu trai cong thì nó không nhìn gái đâu, được chưa? Thế thì chúng ta chỉ nằm ôm nhau thôi à. Đấy, sống mệt mỏi lắm. Nào, chúng ta sang câu tiếp nhé, câu số 5. Số đồng phân C4H10, à số đồng phân C4H8 mạch hở là, số đồng phân C4H8 có mạch hở là. Đó, chuẩn bị đến câu số 10 rồi nhá. Câu số 10 là tí chúng mình donate tặng quà đấy. Số đồng phân C4H8 mạch hở. Mày thế chúng mình chỗ đó đây này, C4H8 mà lại mạch hở. Mạch hở thì chỉ có xét là đồng phân của alken thôi ạ. Đấy, cái chỗ đồng phân này là các cháu hay bị nhầm nhiều nhất. Đây là hỏi số đồng phân ạ. Số đồng phân nhá. Vậy alken này C4H8 mạch hở này. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ có này, đầu tiên mạch chính này, C C C một cháu này. Nối đôi điền đây là cháu số 1 nhá. C C C C nối đôi điền đây là cháu số 2. Được chưa? Đây, còn một cháu nữa. C C C nối đôi điền đây là cháu số 3. Vậy là có 3 cháu. 3 cháu. Nhưng mà rất nhiều cháu tô 3 là toang. Khổ thế, trong này không có 3. Thế là mấy đứa bảo đáp án chú Bình sai, không phải ạ. Không phải ạ. Đây có 1 2 3 nhá. Chúng ta còn một thằng nữa là đồng phân hình học. Carbon nằm ở đầu mạch không có đồng phân hình học, carbon nằm ở đầu mạch không có đồng hoạt phân hình học, thằng số 2 có đồng phân hình học. Thằng số 2 có đồng phân hình học đây. C nối đôi C nhá, gạch C, gạch H, đây là CH3 này. Gạch CH3 này, gạch H này. Vậy đây này, cháu này có đồng phân hình học. Các cháu nhìn rõ chưa? Cháu này có đồng phân hình học, được chưa? Vậy mình có là số đồng phân mình hỏi là 1 2 3 cộng 1 đồng phân hình học nữa là 4 nhá. Đáp án đúng câu số 5 chúng ta là đáp án B bỏ. Đáp án đúng câu số 5 chúng ta đáp án B bỏ. Ok, cả nhà hiểu không nhỉ? Cả nhà hiểu thì chấm cái để chú Binh biết nào. Để chú Binh biết còn dạy cho các cháu nào. Hello, chào cả nhà. Chúng ta sang tiếp nhá, câu số 6, câu số 6, câu số 6. C5H10 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo? Với cái câu hỏi đồng phân cấu tạo nhá, đồng phân cấu tạo là không xét hình học, các cháu nhớ cho chúng mình này. Đồng phân cấu tạo là không có xét hình học. Hình học. Ok. Không có xét hình học. Eten là cái của nợ của ethylene, Quốc Dũng Nguyễn ạ. Eten là cái của nợ của ethylene nhá. Được chưa? Chứ nó không giống cái của nợ của em. Hello, cảm ơn hàng khoai, hàng khoai.
Hợp chất C5H10 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo? Mạch hở là mạch không vòng ấy em. Đây nhá, đây là mạch hở đây. Ví dụ nhá, đây nhá, ví dụ nhá. Ví dụ đây 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 chúng mình ví dụ cho các cháu ví dụ đây. Đây, cái này này, giả sử nhá có một cái gì đó dài dài. Đúng chưa? Xong rồi nó cuốn, xong nó lại xiên vào nhau. Đấy, thì đây gọi là mạch vòng. Được chưa? Mạch vòng điển hình nhất là thằng ê, thằng benzen. Đấy, đây mạch vòng. Đấy chưa? Còn mạch hở là nó không vòng, đây, dài như này. Ngoằn ngoèo. Được chưa? Đấy, được chưa? Rồi chúng ta sang tiếp này. Câu số 6 này, mạch hở là để tránh xét bọn cyclo thôi. Được chưa? Mạch hở này, à đây có Thu Phương không hiểu về đồng phân hình học. Đây chúng mình giải thích cho các cháu về đồng phân hình học nhé. Đồng phân hình học phiên bản dễ hiểu nhất. Đây, C này. À, đây là R1. Thông thường như sách giáo khoa ký hiệu là A. A. Nhá. B. Nhá. C. D. Được chưa? Thế bây giờ chúng mình lấy ví dụ về mặt con bướm đi. Con bướm thì cháu nhìn, các cháu biết vẽ con bướm không ạ? Các cháu biết vẽ con bướm không? Bao nhiêu bạn ở đây không biết vẽ con bướm ạ? Đây con bướm này. Con bướm chúng mình vẽ hơi xấu nha, con bướm. Con bướm. Thôi chúng mình vẽ trên nền này. Đây, con bướm này có cái cánh này. Con bướm có cái cánh này. Đấy bao nhiêu trọng? Cánh này. Cánh này, nhìn rõ chưa? Được chưa? Để nó là một, nếu mà đây là một con bướm nhá, chúng mình cắt thằng này ra. Được chưa? Thì để nó là một con bướm thì A phải khác B. A phải khác B. Và C phải khác D. Tại sao lại vậy? Tại vì khi người ta bẻ quạt chéo xuống, ngoặt chéo xuống thì phải là con bướm này bị cưa đôi ra thì biến thành một nửa con bướm khác, nó không còn là con bướm nữa nhá, nó không còn là con bướm nữa. Các cháu hiểu chưa? Được chưa? Hiểu hiểu ý của đề bài chưa nhá? Ok, đúng rồi, vẽ xong tô vào nhà. Ok. À, có mấy cháu bảo là à, tại sao câu số 5 lại chỉ có 4 đấy, chúng mình chỉ lại cho các cháu, khổ lắm, mấy đứa này nó bị ngơ rồi. Đây nhìn nhá, đồng phân số 1, đồng phân số 2, đồng phân số 3. Được chưa? Thằng số 2 này có hai đồng phân là xít và tran. Xít và tran đúng không ạ? Đồng phân số 3 này có hai đồng phân xít và tran. Thế thì nhiều đứa đếm là 1 2 3 4 5 là toang. Bởi vì tại sao? Bởi vì thế này, thằng này thì thằng này chính là mình viết, mình có thể là viết là một thằng xít đúng không? Và thằng này thì mình sẽ viết ngược lại là thằng tran. Được chưa? Đây, đây là thằng xít rồi. Thì giả sử thằng này là thằng tran thì thằng này hai, một thằng này thì tính là đây có hai là đếm đây là 1 2 3 4. Được chưa? Thì hai thằng này nó là chính đồng phân xít và tran. Nhá, đừng có đưa nào đếm là 1 2 3 4 5 là toang, chỉ có 4 thôi ạ. Thế nên chúng mình mới dạy cho các cháu một cái phương pháp là cái thằng nào mà xét có đồng phân hình học thì chỉ cần cộng thêm 1 nhá. Vậy là chỉ có 4 thôi, 1 2 3 4. Nhiều cháu bị nhầm đấy. Nhiều cháu bị nhầm nhá. Nhiều cháu bị nhầm. Ok, nhìn rõ chưa? Đấy, thế bây giờ tương tự mình có câu số 6 nhá. Câu số 6, hợp chất nào? Hợp chất C5H10 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo? Hợp chất C5H10 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo? Thế mình xét nhé, mình xét này, C5H10 này, à, đồng phân cấu tạo vẽ ra 1 2 3 4 5. Được chưa? Một đôi nó nằm đây. Đây đồng phân số 1, chúng mình viết tiếp đồng phân số 2. Đây. Đây đồng phân số 2, được chưa? Chúng mình viết tiếp đồng phân số 3. Đây đồng phân số 3 đây. Đây đồng phân số 3. Chúng mình viết tiếp đồng phân số 4. Đây đồng phân số 4 đây. Được chưa? Chúng mình viết tiếp đồng phân số 5. Đây, đồng phân số 5 đây. Đây đồng phân số 5 đây. Ok chưa? À, chúng mình viết tiếp thử xem có đồng phân số 6 không. Chúng mình viết tiếp thử xem có đồng phân số 6 không. Nhá. Chúng mình viết tiếp thử xem có đồng phân số 6 không. Không có. Bởi vì tại sao? Nó có hóa trị 4 rồi. 1 2 3 4. Thằng này hóa trị 4 rồi. Đúng chưa? Nếu thêm một nối đôi ở đây, nếu thêm một nối đôi ở đây, nếu thêm một nối đôi ở đây thì là nó sẽ không có đồng phân nữa. Đúng chưa? Vậy ở đây là 1 2 3 4 5 mà hỏi đồng phân cấu tạo là không xét hình học. Thế là nó chỉ có 1 2 3 4 5 thôi nhá. Vậy đáp án đúng là đáp án B. Có rất nhiều cháu comment đúng là đáp án B luôn. Ok, tuyên dương tất cả các cháu nha. Để chúng mình nhìn thấy Đăng Tiến này, Đức Diếp này, Hương Lan này, Lê Ngọc Hưng này. Ôi mấy đứa này chẳng có để avatar xịn sò gì cả. Để avatar xịn sò vào để chúng mình nhìn thấy chúng mình còn kiếm người yêu chứ. Đúng không? 17 cộng này mà chưa mất nụ hôn đầu. Bao nhiêu đứa 17 cộng ở đây mà chưa mất nụ hôn đầu xem nào. Bao nhiêu đứa 17 cộng ở đây chưa mất nụ hôn đầu rồi. Ai đâu phải học cấp 3 là phải mất nụ hôn đầu trước đi, không nào lên đại học bảo chúng nó hỏi chúng mày mất nụ hôn đầu chưa, bảo chưa, nhục. Có khéo bao nhiêu đứa ngồi đây học này là còn còn chưa bị mất cái tay, cái cầm tay đầu tiên. Cầm tay đầu tiên mà còn chưa mất thì nói làm gì. Nào chúng ta sang câu tiếp nhá. Câu số 7. Nào,
Câu số 7 nhá. Không phải đâu Lý Nhân Nhi ạ. À. Đừng đừng làm như vậy chết đấy. Nhá, mình có này. 3,3 dimethyl bút 1N. Thế thì bút mẹ em phải bón nhá. Bút chúng ta có 4 carbon. Mẹ em phải bón. Bút có 4 carbon này. 1N phải nối đôi nằm đây này. 3,3 đánh số 1 2 3. 3,3 vậy là 1C đính đây. 1C đứng đây. Đấy chúng mình vừa viết lại cho ta cái công thức đằng này. Vậy mình đến này, 1 2 3 4 5 6. Vậy anh này công thức phân tử của nó là C6H12 ạ. C6H12 ạ. Các cháu nhìn thấy chưa? C6H12 nhá. C6H12. Ui 18 mà còn chưa, khổ. Vãi, vào đây thả thính 2K3 đi xem nào. Phải giữ đồ ăn tiền, phải giữ cái gì? Giữ nguyên tem như chứng minh à? 30 tin penter 1N. Mẹ em phải bón 5 carbon. Mẹ em phải bón phân. Đúng chưa? Tiếp tục nhá. 1N, vậy nên nối đôi điền ở vị trí carbon số 1. Đây, 1 2 3 4 5. 3 metin vậy một carbon đứng ở vị trí carbon số 3. Thấy chưa? Thế mình đếm số carbon nhá. 1 2 3 4 5 6. 6 vậy anh này là C6H12. Yêu ơi, bao nhiêu đứa? Yêu Đặng Thị Thương Thương là còn full combo, chưa mất cái tay đầu tiên lại còn chưa mất cả nụ hôn đầu tiên, em sao khổ thế? Hôm nào chúng mình phải phát người yêu các cháu rồi. 3 metin pentờ 2N. Penta lại penta tiếp, penta đây. 3 metin penta 2N đây. Đây, đến 1 2 3 4 5 6 thì nó cũng là C6H12. Ok. Thế là mình có là 2 3 4 thì đều là C6H12. Đúng không? 2 3 4 thì đều là C6H12. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D các cháu nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ok, ui rồi. Rất nhiều đứa chưa bị mất cái cầm tay đầu tiên. Khổ thế không biết. Vã vậy rồi. Có vã lắm không? Nào chúng mình sang câu tiếp nhé. Câu số 8. Câu số 8. Chất nào sau đây có đồng phân hình học Đức Diếp? Chú em chưa mất cả hai. Khổ thật. Chú phát người yêu thì phát cho cháu bạn nào giỏi hóa. Ok, chú giỏi hóa này Lý Yên Nhi. Chú cực kỳ giỏi hóa luôn. Chất nào sau đây có đồng phân hình học? Các cháu nhớ này, điều kiện để có đồng phân hình học nhé. Phải nhớ điều kiện để có đồng phân hình học. Điều kiện để có đồng phân hình học là gì? Là thứ nhất là phải có nối đôi. Thứ nhất là phải có nối đôi. Được chưa? Thứ hai là phải có thỏa mãn điều kiện A khác B và C khác D. Nó giống kiểu là tay phải phải khác tay trái và chân phải phải khác chân trái các cháu nhé. Tay phải khác tay trái, chân phải khác chân trái. Nhớ chưa? Nhớ chưa bọn 2K3? Vậy ở đây mình có này. Ý A không có nối đôi. Toang. Được chưa? Ý C nhìn này. CF2 này. C nối đôi C. Nói chúng mình viết nhé. F này. F này. F này. F này. Thì chúng ta nhìn thấy này. Thằng F này giống thằng F này. Thằng F này giống thằng F này. Vậy là không thỏa mãn A khác B, C khác D. Về thằng C không có đồng phân hình học. Được chưa? Đấy, không có đồng phân hình học. Tiếp tục này, ý B này. Mình xem ý B nhá. Thôi mình xem ý D trước. Ý D đây. H2C C nối đôi C này. H này, CH3 này. H này, H này, ngon lành là thằng này khác thằng này rồi. Được chưa? Hai này khác nhau rồi. Nhưng khổ nỗi là hai thằng này nó làm sao? Giống nhau. Thế là không thỏa mãn điều kiện bởi vì ở đây điều kiện là và. Các cháu hiểu chưa? Được chưa? Vậy là bỏ ngay đáp án D. Được chưa? Không vã thế ạ, à, hàng khoai không vã. Hàng khoai không vã bởi vì là hàng khoai đã có hàng photo rồi, làm sao mà vã được, đúng không? Đúng rồi, dạy chú phát luôn. Nào, bây giờ mình sang cái B nhá. Mình sang cái B nhá. Mình sang cái B. Ok, hello chào Ánh Tuyết, chào Như Yến. Nào, mình có này ý B này. Đây mình xem thằng ý B nhá. C nối đôi C này, một thằng H lên trên này, một thằng CH3 xuống dưới này, một thằng H lên trên này, một thằng CH2 CH3 xuống dưới. Chúng ta nhìn nhá. Anh này khác anh này đúng không? Anh này hai anh này khác nhau. Anh này khác anh này đúng không? Hai anh này khác nhau. Đúng chưa? Vậy là thỏa mãn. Vậy ở đây chất B có đồng phân hình học, các cháu phải tập nhìn nhanh cái đồng phân hình học này nhé. Cái thằng này rất hay thi luôn nên phải học nhìn nhanh. Hello chào Kiệt đang học bài. Muôn đời nhá. Cái việc đầu tiên để tán được gái là Ava phải xịn. Được chưa? Cái việc đầu tiên cái bọn con gái mà muốn có người yêu là Ava phải hit. Phải biết 100 cái app sửa ảnh. Được chưa? Đầu tiên là mày phải sửa cho môi nó phải đỏ chót, mắt nó phải long lanh như hai giọt sương xa. Đấy là chúng mình còn chưa thèm bảo là phải làm sao nhỉ? Làm sao cho ngực nó nở ra, mong eo nó cong vút vào thì bọn con trai nó mới hút mắt, thì nó vào nó mới inbox. Còn bọn con trai ấy, thì chúng mình bảo là phải kiếm cái app nào mà có 6 múi. Bọn con trai, bọn con gái bây giờ nó vã trai đẹp lắm. Nó cứ nhìn thấy trai đẹp là nó thích. Thế thì thôi, bây giờ chưa gặp nhau cứ inbox trước đã. Inbox trước rồi chúng nó thích sau, hiểu không? Mình cứ kiểu inbox trước, xong kiểu bây giờ mình có bức ảnh đẹp trai phát thì chúng nó nhảy xô và chúng nó inbox. Thế thì inbox rồi xong nói chuyện, xong rồi sau dần dần nó mới thích. Thích rồi thì đến lúc đấy nó không còn là về vấn đề hình ảnh nữa, bởi vì nó thích là nó ở một cái trạng thái khác rồi. Nó ở trạng thái kích thích rồi. Khi mà nó thích là nó đã thích lắm rồi. Được chưa? Đấy là kinh nghiệm nhá, các cháu nhớ không?
các cháu kinh nghiệm nhá. Không thích ảo thì rồi, nếu mà em mà không thích ảo thì còn lâu mới có người yêu nhá. Ok, chúng ta tiếp này sang câu số 9. Câu số 9 này rất nhiều đứa sai, chúng ta chuẩn bị sang câu số 10. Câu số 9 rất rất nhiều đứa sai ạ. Câu số 9, CH4 có tên gọi là gì? C2H4 có tên gọi là gì? À, chú nhìn thấy avatar cháu không? Ok không? À, thấy Lê Minh Thúy rồi. Nhìn thấy avatar thì trông cái mặt được, nhưng mà không nhìn thấy cái chân. Vẫn chưa được. C24 tên gọi là gì? Thế thì C24 đây. CH2 nối đôi CH2. Được chưa? Thế thằng này là ethen. Đúng. Ethylene cũng được. Đúng chưa? Được chưa? Vậy ở đây là không xác định được, không phải. Được chưa? Vậy đáp án đúng là đáp án B. Cả A và B đều đúng. Ok. Được chưa? Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Cả A B đều đúng. Bây giờ sang câu số 10 nào. Sang câu số 10 nè. Câu số 10 nè. Đây, có công thức cấu tạo nào sau đây? Có công thức cấu tạo nào sau đây? Ở cái câu số 10 này, chúng mình sẽ tặng quà cho 10 cháu comment đáp án nhanh nhất. Câu số 10 này, chúng mình sẽ tặng quà cho 5 cháu comment đáp án, 10 cháu comment đáp án nhanh nhất, bắt đầu tính từ bây giờ. Comment đáp án đi, comment đáp án đi. Chúng mình tặng quà, chúng mình tặng quà, chúng mình tặng quà này. Chúng mình đã hứa rồi, câu số 10. Câu số 10 sẽ comment cho 10 cháu comment đáp án nhanh nhất, nhưng mà nhớ là phải share video livestream lại về tường nhé. Comment đáp án nhanh nhất nhưng nhớ phải share video livestream lại về tường. Phải share video livestream lại về tường cơ thì chúng mình mới tặng quà. Bước 1 share, bước 2 comment đáp án. Đây rồi, nhìn thấy Đức Diếp đây rồi. Đức Diếp share chưa? Đức Diếp share rồi là có quà luôn. Đức Diếp chưa share rất tiếc, buồn cho một cái bạn comment đầu tiên. Hello, chào Thúy Thúy, Thúy Thúy share chưa? Thúy Thúy share rồi là có quà luôn này. Thúy Thúy share rồi, gửi quà cho Thúy Thúy luôn. Đấy các cháu nhớ chưa? Nhớ này là share video livestream của chú Minh lại về tường nhá. Sau đó đây đấy phải để ảnh Ava như bạn Thúy Thúy này. Đấy, ảnh Ava như bạn Thúy Thúy này thì mới có người yêu được. Đúng không? Xong là comment nhiệt tình của chú Minh, tức là cứ mỗi lần chú Minh livestream là được hiện lên được cái Ava xịn sò của mình, được hiện lên trước 200 mắt của các bạn. Hiện lên 200 mắt của các bạn thì kiểu gì mà chả có người yêu được, 200 người nhìn thấy cơ mà. Đây là bạn Nguyễn Minh Tiến xe chưa? Bạn Nguyễn Minh Tiến xe rồi đấy, xe rồi là đấy cũng phải Ava cũng phải xịn sò cho bạn Nguyễn Minh Tiến này. Đấy nhìn không? Người ta không có khoe ngực nhưng mà người ta khoe ngực trái hình, người ta khoe là ngực người ta là hơi bị dài. Đấy. Hello, chào Ngô Quốc Hưng đây. Ví dụ như Ngô Quốc Hưng này thì có nhìn thấy Ava đâu. Đấy, đây Ava trông hơi ảo, không biết đây nhưng mà cái quả mặt này cũng được, nhưng mà phải để Ava Nguyễn Quốc Hưng ạ. Đây gửi quà cho Nguyễn Quốc Hưng. Phải để Ava xịn sò vào chụp ảnh làm sao mà khoe là anh rất là dài. À sorry, chiều cao. Đừng khoe dài chết. Hello, chào Hương Thu. Hương Thu cái Ava này nó ảo lắm nhá. Đây này, ảo đây, nhìn nó bảo ui bé này nó hay lấy ảnh mạng lên. Thế là chúng nó bảo ui con bé này sống ảo không thích. Đấy. Nhớ là phải ảnh, phải ảnh, phải ảnh, ảnh là phải ảnh xịn sò. Võ Hoài Thanh xe chưa? Võ Hoài Thanh đây này. Võ Hoài Thanh lại còn Võ Hoài Thanh chưa xe thì làm gì có quà. Đấy, Trần Thị Thanh Huyền đấy, kết quả ảnh này thì còn khuya mới có người yêu Huyền ạ. Không thấy xe video livestream tình hình này, nếu mà Thanh Huyền mà dùng cái nick này chẳng ai inbox. Nguyễn Thị Huyền My này, Nguyễn Thị My để quả Ava này là có người yêu rồi. Đấy, khổ vãi. Thế để riêng đặc biệt những đứa có người yêu rồi thì lại không bao giờ được để ảnh đôi. Bởi vì mình nhỡ chẳng may nó đã nhỡ 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 chẳng may nào thằng người yêu kia nó chia tay mình, thế làm sao mình kiếm được người yêu nữa. Đấy, đúng không? Mình có người yêu rồi mình không được để ảnh Ava có người yêu, mà mấy thằng con trai muốn giữ bồ ấy, thì phải bắt người yêu để ảnh Ava có mình. Đấy, đây để ví dụ Ái My này, quả Ava này được này. Đấy nhìn thấy không? Khoe chân dài, thấy không? Khổ thế. Chưa thấy ai đi xe buồn thế, vừa khen quả Ava nhưng mà lại chưa xe, buồn quá. Đây chân chân này, chân chân em ơi, em mà quay mặt thế này thì làm sao người ta thấy được mặt em, mà hơn nữa em lại còn chưa xe, quá buồn cho một cuộc tình chân chân. Lương Hà này, cái cháu nhìn này, Lương Hà nha, nhìn nhìn quả Ava Lương Hà này. Nhìn quả đấy nó phải kiểu này, không nếu mà mình mà không sinh thì mình phải để trông nó cute hiểu không? Trông nó cute kiểu thì nhiều thằng nó cũng nó thích cute chứ nó không thích là chân dài. Đúng không? Nó bảo là nó bình thường thôi thì nó thích cute thôi. Nha, đấy các cháu phải nhớ. Đấy, Nina Hồng này, Nga Hồng này, Nga Hồng này. Đấy, nên quả này là quả Ava kiểu là cute bánh bèo má bánh bao. Mai hỏi là anh nào, anh ơi anh có thích bánh bao không? Cháu này vẫn chưa xem video livestream. Ánh Thuyết. Hello, chào Ánh Thuyết. Đấy, Ánh Thuyết đây. Ánh Thuyết chưa xem video livestream chưa có quà. Chào Quỳnh Trang toàn sách thôi. Quỳnh Trang quàng toàn sách thôi, toàn sách thế này thì cũng càng không có quà. Đấy, biết ngay chưa xem video livestream. Hoàng Thu, Hoài Thu, nốt bạn Hoài Thu là chúng ta học tiếp nha. Hoài Thu cũng chưa share video livestream, chưa có quà. Tiến Thụy chưa share video livestream. Share chưa? Chưa share. Đấy, thôi chưa share, chưa có quà. Chưa có quà hết. Ok, tiếp tục nha. Mình sang câu tiếp theo. Câu số 11. Nào, câu số 11.
Câu số 11. Đấy, chúng mình vừa hướng dẫn cho các cháu một số cái kỹ năng để mà có người yêu, mình phải để Ava cho nó xịn sò vào nhá. Câu số 10. Hai metin pentờ 2N có công thức cấu tạo nào sau đây? Hai metin pentờ 2N nhá. Hai metin pentờ 2N. Pentờ, pen, mẹ em phải bón pentờ. Pen là có 5. 1 2 3 4 5. Được chưa? 2N đây. Được chưa? Hai metin. Vậy đây, hai metin pentờ 2N. Được chưa? Thế thì vậy ở đây đáp án đúng của chúng ta là đáp án nào? Đấy, chúng ta phải nhìn tinh nhá. Thằng này là không có hai metin. Toang. Được chưa? Đây để cháu này này, hai metin pentờ 2N. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án A. Đáp án đúng của chúng ta, câu 10 đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A các cháu nhá. Hai metin pentờ 2N. Là ta sang câu 11 này. Câu số 11, câu số 11. Khi cho bút 1N, khi cho bút 1N tác dụng với HB này. U rồi, đây là một cái nguyên tắc chân dài đi với đại gia. Đấy, cháu các cháu nào mà muốn biết cái nguyên tắc này thì phải nghe, lắng nghe nhá. Phải lắng nghe chúng mình, phải lắng nghe thì mới hiểu được. Sau đây chúng mình sẽ giới thiệu cho các cháu một cái nguyên tắc mà các nhà khoa học, các nhà bác học khoa học đã nghiên cứu ra được từ lâu rồi và nó đúng trong giới showbiz và đúng trong cuộc đời ta cho đến tận bây giờ. Cho đến tận bây giờ, bút 1N, 1, 2, 3, 4, đây, đúng chưa, bút 1N, nhá, bút 1N nhá, cộng với HBR nhìn kỹ nhá, cộng HBR nhá, thế thì cộng vào đâu, cộng vào hai thằng nó toang, đây, thằng này liên kết pi đứt ra, liên kết pi đứt ra chìa hai cái gậy nhá, chìa hai cái gậy, được chưa? HBR này thì H là bình thường, BR này là chân dài, đúng không? HBR này là chân dài. Tại sao lại gọi chân dài giống kiểu HX? Đấy các cháu nhìn này, chân của H với chân của X thì chân của X dài hơn đúng không? Thế là BR này là chân dài, được chưa? Các cháu nhìn nhá, đây là chân dài. Được chưa? Còn đây là chân không dài. Được chưa? Thế các cháu nhìn này, chân dài thì cặp với đại gia. Điều điều đây nhìn nhá, thằng cu này là carbon bậc 1, nhà có một tầng thôi ạ. Thằng cu này carbon bậc 2 ạ, nhà có hai tầng ạ. Thằng này có bậc 2 ạ, nhà hai tầng, thằng này có bậc 1, một tầng. Thế vậy này, ở trong này thì lại có hai thằng bậc 2 nhưng mà chỉ có hai thằng này là có nhu cầu cưới vợ thôi ạ. Chỉ có hai thằng này có nhu này, nhớ bọn con gái nhé, đừng cứ chọn mấy thằng mà không có nhu cầu cưới vợ nhé, toang đấy, nó chỉ coi mình là đồ chơi thôi. Được chưa? Thế vậy ở đây này, đây, giữa hai thằng có nhu cầu cưới vợ, một thằng nhà một tầng, được chưa? Nhà tranh vách nát, được chưa? Một thằng nhà hai tầng biệt thự có Lamborghini thì cho chú hỏi chân dài chọn thằng nào ạ? Chân dài chọn thằng nào? Mấy đứa chân dài ơi, mấy đứa chân dài chọn thằng nào? À, chân dài chắc chắn sẽ ưu tiên chọn thằng nhà hai tầng. Đấy, đây là nguyên tắc chân dài cặp đại gia. Được chưa? Đấy là lý do mà tại sao rất nhiều thằng đại gia mà nhìn biết trước là nó không chung tình nhưng chân dài vẫn cứ thích xông vào nó, đúng không? Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì? Chúng ta nhìn nhá, đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Đấy là nguyên tắc chân dài cặp đại gia. Ok? Các cháu hiểu chưa nhỉ? Các cháu hiểu chưa nhỉ? Chúng ta sang câu tiếp nhá. Câu số 12. Thế thì ngoài ra thì chúng nó còn có một, đây là sản phẩm chính, đây là sản phẩm chính. Chúng ta còn một sản phẩm phụ nữa. Cảm ơn Minh Đức nhé, chúng ta còn một sản phẩm phụ nữa. Đây là BR, đây là H, đây là sản phẩm phụ ạ. Đây là sản phẩm phụ, có nghĩa là nó cũng có nhưng mà ít, đúng chưa? Cũng có trường hợp là chân dài yêu cái thằng nhà nghèo nhưng mà nó hơi ít bởi vì những đứa đấy số nó sẽ khổ. Được chưa? Câu số 12. Câu số 12 nhá. Chúng ta sang tiếp theo. Câu số 12. Anken C4H8. C4H8 có bao nhiêu đồng phân khi tác dụng HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất? Các cháu lưu ý. Đấy. Chân cháu ngắn quá chắc chọn anh một tầng, yên tâm, chân ngắn thì phải có chiêu, hôm nào chúng mình sẽ dạy chiêu. C4H8 nha, nhìn nhá. Thế vừa nãy này, bây giờ mình phải viết hết đồng phân C4H8 ra. Ví dụ như anh này. Đúng không? Ví dụ như anh này. Đây đúng không? Ví dụ như chúng ta có hai ba cái đồng phân C4H8 thôi. Nếu mà cộng với HCl này thì anh này CL có hai khả năng cắm, hoặc cắm vào đầu hoặc cắm vào nít, đúng không? 1 2 3 4 này, hoặc CL cắm đây. Hoặc là 1 2 3 4 hoặc CL cắm đây. Vậy là thu được hai sản phẩm. Vậy là toang thằng này. Đúng chưa? Hai sản phẩm. Được chưa? Tiếp tục lên anh này. Anh này cộng với lại HCL thì thu được 1 2 3 4, được chưa? Bỏ thằng này ra thì chia hai cái. Thế chúng mình bảo này, clo cắm ở đây hay clo cắm ở đây thì nó đều là như nhau, đúng không? Vậy thì đây là một cháu. Ok chưa? Tiếp tục này, cậu với à, có Thái Việt Hoàng hỏi ở đây ai chưa có người yêu không ạ? Ở đây có chú Minh chưa có người yêu cháu nhá. Ở đây có chú Minh là chưa có người yêu. Đây, thằng này bẻ đi. Được chưa? Chia hai cái ra đây. Vậy clo vào đây hoặc là một clo vào đây, hoặc là clo vào giữa. Được chưa? Đấy, vậy là ở đây chỉ có bao nhiêu? C4H8 anken có bao nhiêu đồng phân thì nó chỉ có một đồng phân tác dụng HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ.
Đáp án đúng chúng ta là đáp án B bò các cháu nha. Đáp án B bò. Mình sang câu tiếp. Câu số 13, trùng hợp eten. À trùng hợp eten này lúc nãy chúng mình hướng dẫn rồi đúng không? Trùng hợp eten lúc nãy chúng mình hướng dẫn rồi. Đây trùng hợp eten là như thế này. CH2 này, nối đôi này, CH2 này. Đây nhiệt độ, áp suất, xúc tác, cái ví dụ lúc nãy là đâm vào nhau đấy, đâm xuyên đấy. Đây, CH2 tất cả E N lần, được chưa? E N lần. Vậy ở đây đáp án đúng của chúng ta là nó phải không còn nối đôi nhá. Nó phải không còn nối đôi nhá. Thằng này còn nối đôi toang, thằng này còn nối đôi toang. Các em nhìn nó chưa? Đấy, vậy ở đây phải là CH2 vẫn giữ nguyên trạng thái của nó nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B bò nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bò. Bây giờ chú Binh có khai giảng cái lớp live VIP dành cho 2K3 nhá. Bạn nào mà muốn đăng ký học chú Binh cực kỳ chất thì inbox cho chị Thanh Dịu. Đây chị Thanh Dịu được ghi ở đây. Hơn nữa chú Binh có cái cuốn sách đây. Chú Binh có cuốn sách hóa hữu cơ dành cho lớp 11 nhá. Hóa hữu cơ dành cho lớp 11 của chú Binh cực kỳ xịn sò, được chưa? Và ở đằng sau nó còn có cả chuỗi công thức giải nhanh nữa cơ. Đây này. Tên đằng sau có chuỗi công thức giải nhanh này, các cháu nhìn thấy không? Đấy có cả công thức tính đồng nhanh đồng phân này. Cái này mà mang vào bài kiểm tra mà làm thì chỉ có bá đạo thôi nhá. Các cháu chú ý nhá. Đấy các cháu chú ý. Đấy, bạn nào muốn đăng ký mua cuốn sách hữu cơ này đi mốc chị Thanh Dịu, hiện tại là 145 chỉ còn 95.000 thôi nhá. Cực kỳ xịn sò. Chúng ta sang tiếp, câu tiếp theo là câu số 14. Câu số 14 là một câu cực kỳ hay, được chưa nhá? Câu số 14 là một câu cực kỳ hay, được chưa? À, có bao nhiêu đồng phân? Chỉ thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. À chỗ này là nếu mà câu hỏi này thì chỉ xét đồng phân cấu tạo thôi nhá. Chỉ xét đồng phân cấu tạo thôi. Ok. Xét đồng phân cấu tạo thôi chứ không hỏi đến đồng phân hình học hay không đâu nhá, chỉ xét cấu tạo thôi. Ok. Có sách hết. Câu 14 à? Câu 14 này. Trong sách của chúng mình có hết. Câu số 14, oxy hóa etilen bằng dung dịch KMNO4 thì thu được sản phẩm là oxy hóa etilen nhá. Oxy hóa etilen bằng dung dịch KMNO4. Chúng mình viết phương trình cho các cháu nhìn nhá. CH2 này, nối đôi CH2 này cộng với lại KMNO4 này thì nó tạo thành gì? Đây phương trình này ở trong sách giáo khoa. Nhưng mà phương trình này ở bên trong sách của chúng mình cũng có. Đây chúng mình mở cho các cháu nhìn. Đấy, có quyển sách này là vô đối luôn. Vô đối luôn. Đây trong này có bài anken. Đây các cháu nhìn này. Anken nhá. Đủ hết này. Trùng hợp này, trùng hợp này, polymer này, monomer, polymer, thằng này hay thi nhiều nhất, được chưa? Đấy trong này có phản ứng oxy hóa không hoàn toàn, các cháu nhìn thấy không? Đây nhá. Đây này, C2H2 này cộng với nước tạo thành KMNO4, tạo thành thằng này cộng MNO2 cộng với KOH, nhìn rõ chưa? Đấy, xong lại còn anken là mất màu KMNO4 nữa để nhận biết anken nữa. Các cháu nhìn rõ chưa? Vậy ở đây nhá thì vậy là chúng ta chọn được nó tạo thành MNO2 cộng C2H4OH2 lần cộng KOH, được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A nhá. A. Nào mình sang mấy cái câu tính toán. Câu số 15. Câu số 15 bắt đầu sang tính toán rồi đấy. Bắt đầu sang tính toán rồi đấy các cháu ạ. Nào sang câu số 15 nhá. Câu số 15 chúng mình giải chậm cho các cháu cùng theo dõi nhá. Chúng ta có 5 câu bài tập nhá. Nhìn kỹ nhá. Những các cháu nhớ lịch livestream liên tục này. Nhớ lịch học này. Nhớ lịch live là vào thứ 3 và thứ 5 đúng 20 giờ 30 hàng tuần. Hàng tuần nhá, nhớ chưa? 20 giờ 30 hàng tuần là chú Binh live dành cho 2K3. Được chưa? Lịch live là thứ 3, thứ 5, 20 giờ 30 hàng tuần. Và các cháu nhớ click vào cái nhóm học live free của chú Binh ở phía dưới nhá. Chúng ta có này, câu số 15 này, 3,36 lít hỗn hợp gồm etan và ethylene. Cái này mà mình mà không thuộc tên thì là toang. Etan là C2H6, ethylene là C2H4 đúng không? Mình tìm được số mol của nó bằng 3,36, 3,36 chia 2,4 thì bằng 0,15 mol. 0,15 mol. 0,15 mol nhá. Đi chậm qua dung dịch brom. Được chưa? Thế brom nó giữ lại cái gì ạ? Brom thì nó phản ứng với C2H4 chứ nó không phản ứng với C2H6. Brom nó giữ lại C2H4 ạ. Được chưa? Vậy mình có khối lượng bình brom tăng thêm, nó giữ lại cái gì thì khối lượng nó tăng lên cái đấy. Vậy mình có khối lượng bình brom tăng thì chính bằng khối lượng của C2H4, được chưa? Và chính bằng 2,8, được chưa? Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được số mol của C2H4 nhỉ. 2,8 mà chia cho phân tử khối của C2H4 là 28. Chúng mình tìm 28 mà cháu nhìn nhá. Đây này, 12 nhân 2 cộng 4 thì có phải là bằng 28 không? 2,8 mà chia cho 28 thì bằng 0,1, được chưa? Được chưa? Vậy là số mol của ethylene thì bằng 0,1. Vậy suy ra số mol của etan là 0,15 chứ 0,1 thì bằng 0,05. Ok. Vậy mình có này, etan là 0,05, còn ethylene là 0,1. Vậy đáp án đúng của chúng ta
là đáp án gì? Đáp án U của chúng ta là đáp án A. Được chưa? 15 A. Ủa, 15 sao nhiều đứa chọn D? Toang luôn. 15 đáp án đúng của chúng ta đáp A. Thấy chưa? Thấy nhiều đứa toang chưa? Yên tâm, học chú Minh là ngon, chú Minh cứu vớt linh hồn tội lỗi của các cháu luôn. Nếu mà chẳng may có hơi một tí lười học thì ở đây chú Minh sẽ cứu vớt cho các cháu nhá. Ok, nào chúng ta sang câu tiếp, câu số 16. Sẵn sàng chưa? Các cháu có hiểu bài không? Hiểu bài thì chấm cái ủng hộ chú Minh nào. Hiểu bài thì chấm cái ủng hộ chú Minh nào. À, câu số 16. 2,8 gam anken A. Thế thì chú Minh ký hiệu anken A là CnH2n nhá. Khối lượng là 2,8. Được chưa? Làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8 gam brom. Chúng ta tìm được số mol brom luôn là 8 chia cho 160. Có chứ, học hết Alcadien chứ. 8 chia 160 bằng 0,05 mol. Bằng 0,05 mol. Ok chưa? Vậy chúng ta lưu ý này, một anken thì ăn với brom thì tỷ lệ mol 1:1. Vậy suy ra số mol của anken bằng 0,05 nhân 1 chia 1 thì bằng 0,05. Nhìn kỹ nha, nhìn kỹ chú Minh làm nhá. Vậy ở đây mình đã biết được khối lượng này, mình biết được số mol này. Vậy mình suy ra được phân tử khối. Phân tử khối của anken A sẽ chính bằng khối lượng là 2,8 chia cho số mol là 0,05. 2,8 mà chia cho 0,05, 2,8 chia n bằng 56. Bằng 56. Bằng 56. Ok chưa? Mặt khác chúng ta nhìn này, phân tử khối của anh này này bằng 12n. 12n cộng với 2n nhân 1 là 2n. Và bằng 14n. Vậy đến đây mình tìm được n của mình thì bằng 4. Được chưa? N bằng 4, vậy suy ra công thức của anken là C4H8. Công thức của anken là C4H8 nhá. Đề bài nói này, hydrat hóa A chỉ thu được một ancol duy nhất. Bây giờ chúng mình dạy các cháu một mẹo để mình làm nhanh nhá. Chỉ thu được một ancol duy nhất. Một ancol duy nhất đây là C4 này thì không thể là ethylene, không thể là hex2n được. Mà để thu được một ancol duy nhất khi và chỉ khi A phải đối xứng cao nhất. A phải đối xứng cao nhất. Được chưa? Khi và chỉ khi A phải đối xứng cao nhất. Thế giờ mình có bút 2N C C nối đôi C C và 2,3 dimetin bút 2N. Đây, 2,3 dimetin bút 2N ở đây. Thế ở đây nó chúng ta tìm được nó là C4 thôi ạ. C4 thì chỉ có thể là đáp án B bò. Được chưa? Khi cộng với lại hydrat hóa là cộng với nước. Khi cộng với nước thì thằng này xóa đi, OH đính vào đây hay đính vào đây thì đều như nhau, đều là một. Được chưa? Đều là một. Đây chúng mình viết giả sử OH đính vào đây nhá thì chúng ta thu được anh này. Anh này. Thì có phải là hai anh này là chúng ta xiên một cái queo đây, xoay 180 độ nó thành nhau không? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B bò các cháu nhé. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bò. Các cháu có hiểu không nhỉ? Các cháu hiểu bài không? Các cháu hiểu bài không? Bạn nào hiểu bài chấm cái chúng mình biết nào. Chấm cái chúng mình biết. Chúng ta sang câu tiếp nè, câu số 17 nhé. Câu số 17, 2K3 khổ lắm, 2K3 khổ lắm, rip lắm, thế nên là chúng mình phải cứu các cháu ngay từ bây giờ. Đấy, các cháu chú ý học thật kỹ vào nhá. Xem video livestream này về tường. Xong rồi học đi không là toang đấy. Câu số 17. Câu số 17. 0,05 mol X là mất màu vừa đủ chứa 8 gam brom cho ra hàm lượng brom đạt 69,56. Công thức phân tử của X là thế nó này, câu này chúng ta phải làm thế này này. Chúng ta nhìn nhá. Đặt đây là C3H6, C4H8, C5H10. Cháu nào chưa hiểu thì xem video livestream về tường xong rồi chốc nó xem lại là nó hiểu nhá. CnH2n được chưa? CnH2n CnH2n nhá. Giả sử thằng này là CnH2n này. Cộng với lại brom. Số mol đề bài đây cho là 0,05. Số mol brom là 8 chia cho 160. 8 chia 160 bằng 0,05. Thế đúng là anken rồi. Đúng là anken rồi. Bởi vì đây tỷ lệ 1:1, chỉ có anken mới ăn brom theo tỷ lệ mol 1:1 thôi. Được chưa? Được chưa? 8 gam hàng khoai xe về tường chưa? Cho ra sản phẩm thì cộng vào thì nó thu được sản phẩm là CnH2n BR2. Đây giống kiểu lấy chồng lấy vợ đây. Đây một thằng con trai lấy một đứa con gái về thành một gia đình. Được chưa? Được chưa? Hàm lượng brom đạt 69,56%. Đây BR2. Được chưa? Vậy mình có phần trăm khối lượng của brom thì sẽ bằng này. Trong này có 2 brom, vậy là 2 nhân với 80 chia cho phân tử khối của thằng này là 12N cộng với lại 2N cộng với lại 160 thì đề bài bảo là 69,56, có nghĩa bằng 0,6956. Được chưa? Bằng 0,6956. Mình có 2 nhân 80 thì bằng 160 chia cho 0,6956 của chúng ta thì lại bằng là 230. Đúng chưa? Bạn hàng khoa là bạn là thanh niên cực kỳ xinh gái, học thầy ở Đại học Y Hà Nội nhá, cực kỳ xinh gái, học thầy ở Đại học Y, lớp offline ở Đại học Y Hà Nội. 12N cộng 2N là 14N,
cộng 160. Vậy đến đây chúng ta tìm được n luôn. 230 này trừ đi 160 này bằng này chia 14 này bằng này 5. N bằng 5. N bằng 5 là ngon rồi đúng không các cháu? N bằng 5 là ngon rồi đúng không? Vậy đáp án đúng là đáp án C. C5H10 đúng không? Thế 5 ở đây. Vậy nó là C5H10. Ok. Được chưa? Tiếp tục nha, tiếp tục nha. Chúng ta sang câu số 18 mà chúng ta chỉ còn 3 câu nữa thôi. Câu 18 này, câu 19 này, câu 20 là chúng ta lại phải chào tạm biệt nhau, hẹn nhau vào tối thứ năm rồi. Đấy các cháu có thấy nhớ chúng mình không? Các cháu có thấy nhớ chúng mình không? Xem video livestream của chúng mình thật nhiều vào. Nào hôm nào mà bắt đầu video livestream của chúng mình mà livestream cho 2K3 ấy được hơn 1K xe thì lúc đấy chúng mình sẽ tăng thêm buổi live tiếp cho 2K3 nhá. Nào, dẫn từ từ 8,4 gam hỗn hợp gồm bút 1N và bút 2N. Đây, 8,4 gam bút 1N. Bút 1N là thằng này. Bút 1N đây, đúng không? Bút 2N đây. Được chưa? Được chưa? Đây đánh số đấy. 1, 2, 3, 4. Tại sao lại gọi là bút 1N? Mẹ em phải bón bút, đúng không? Đính vào, nối đôi đính vào carbon số 1 nên là nó là bút 1N. Được chưa? Đây tiếp tục đây là 1, 2, 2, 3, 4. Được chưa? Nối đôi đính vào vị trí carbon số 2 nên nó là bút 2N. Được chưa? Lội qua bình brom thì thấy có M gam brom phản ứng. Các cháu cứ nhìn câu này các cháu tưởng khó nhưng thực ra lại dễ không tưởng luôn. Lại dễ không tưởng luôn. Các cháu nhìn nhá, bút 1N hay bút 2N thì công thức của nó đều là C4H8, đúng không? Vậy thì chung quy nó đều là đồng phân của nhau thì công thức của nó là C4H8. Chúng ta tìm được số mol luôn. Lấy 8,4 chia cho 8,4 chia cho mở ngoặc đơn 12 nhân 4 cộng 8 bằng 0,15 mol. 0,15 mol. Thế có phải là một thằng anken thì ăn một thằng brom không ạ? Vậy đây là 0,15 thì đây là 0,15. Được chưa? Vậy mình tìm được khối lượng brom phản ứng luôn là 0,15 nhân 160 nhân 160 bằng 24 gram. 24 gram, vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B bỏ. Đáp án đúng chúng ta nó là đáp án B bỏ. Dễ không? Dễ ở nợt đúng không? Nào chúng ta sang câu tiếp theo là câu số 19. Câu tiếp theo, câu số 19 nha. Dẫn 3,36 lít hỗn hợp khí X gồm 2 anken đồng đẳng kế tiếp. Bây giờ đến cái dạng bài đồng đẳng kế tiếp này, chúng mình lại giảng tiếp chậm chậm để cho các cháu xem nhá. 2 anken đồng đẳng kế tiếp thì chúng mình ký hiệu nó là CN trung bình, H2N trung bình. Được chưa? Dẫn 3,36 mà chia cho 2,4. 3,36 mà chia 2,4 thì kết quả của nó bằng 0,15 mol. Được chưa? Vào bình đựng nước brom dư, brom dư thì thấy M bình brom tăng thêm, M bình brom tăng bằng 7,7 gam. Thế các cháu biết là M bình tăng là gì không? M bình tăng giống kiểu nhá, buổi sáng ngủ dậy cháu diếp ăn lấy hai bát cơm, vậy khối lượng của cháu diếp tăng lên là chính bằng khối lượng của hai bát cơm, giả sử cháu diếp không xì khói nhá, được chưa? Không đi ị, được chưa? Không đi tè, được chưa? Thì khối lượng của cháu diếp chính bằng khối lượng mà nó thêm vào. Vậy chứng tỏ khối lượng bình brom tăng chính là khối lượng mà mọi thứ vứt vào bình brom. Vậy đây là anken vứt vào. Vậy đây chính bằng khối lượng của hỗn hợp anken. Được chưa? Chính bằng khối lượng hỗn hợp anken. Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta đã có số mol anken nhé, thì chúng ta lại có phân tử khối trung bình của hỗn hợp anken. Trung bình thì sẽ bằng khối lượng này 7,7 chia cho số mol này 0,15 thì bằng 7,7 chia 0,15, 7,7 chia 0,15 bằng 51,3333, bằng 51,33. Được chưa? Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta có nhé, phân tử khối trung bình đây thì là đây, phân tử khối trung bình bằng 12N cộng 2N. Vậy suy ra chúng ta có 12N cộng với lại 2N thì bằng 51,33. Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được N bằng 51,33 chia 14, chia 14 bằng 3,66. 3,66. 3,66. Được chưa? 3,66 nhé. Mà do đề bài nói chúng ta là đồng đẳng kế tiếp, các cháu nhìn nó chưa? Đồng đẳng kế tiếp. Vậy thì suy ra 3,66 này, 3,66 lớn hơn 3, nhỏ hơn 4, nhìn nó chưa? Lớn hơn 3, nhỏ hơn 4. Vậy một cháu nó là C3H6, một cháu là C4H8. Được chưa? Bởi vì nó đều là CNH2N. Tổng số mol của bọn này thì bằng 0,15. Tổng số mol bọn này thì bằng 0,15. Được chưa? Và tổng khối lượng thì bằng 7,7. Vậy bây giờ đề bài hỏi này, hỏi này phần trăm thể tích ạ. Hỏi phần trăm thể tích. Vậy bây giờ mình phải đi tìm thể tích ạ. Có nghĩa mình đặt số mol thằng này là A thì số mol thằng này là B. Ta sẽ có hệ phương trình, đầu tiên là về số mol. A cộng B bằng 0,15. A cộng B bằng 0,15. Nhìn rõ chưa? Tiếp theo là về khối lượng nhá. Khối lượng này bao nhiêu A này? 12 x 4 cộng 8. 12 x 4 cộng 8 bằng 56. 56A cộng với anh này 12 x 3 cộng 6 bằng 42B.
56A cộng với 42B được chưa? Thì bằng khối lượng là 7,7. 7,7. Ok. Bằng 7,7. Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ có 1 2 à, 1 bằng 1 bằng 0,15 bằng 56 bằng 42 bằng 7,7 bằng 0,1 0,05. Vậy A bằng 0,1, B bằng 0,05. Được chưa? Các cháu chú ý này, tỷ lệ về mặt thể tích cũng chính là tỷ lệ về mặt số mol. Vậy chúng ta có tỷ lệ về mặt thể tích của hai anken thì một thằng nó sẽ là 0,1 chia cho 0,1 chia cho mở ngoặc đơn 0,1 cộng với 0,05 thì bằng 66, nhân 100. Vậy là một thằng là 66,66%. Anh này là 66,66%. Thì anh dưới là 33,34% các cháu nhá. Được chưa? Một thằng là 66,66%, vậy một thằng là 33,34%. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B bỏ. Sau này đến lúc gần thi chúng mình sẽ dạy cho các cháu skill mà chỉ cần nhìn vào thằng này là xong. Nhá, skill chỉ nhìn thằng này là xong, chọn được ngay đáp án. Ok. Chúng ta sang câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay nhá. Câu số 20. Tất cả các cháu comment đáp án câu số 20 và share video livestream lại về tường. Chụp ảnh video livestream đã share gửi inbox cho chú Minh thì tất cả các cháu đấy đều được nhận quà từ chú Minh Mialin nhá. Tất cả các cháu đấy đều được nhận quà từ chú Minh Mialin. Ok, chúng ta nốt cái câu buổi cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay và hẹn sau kết thúc câu này thì chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối thứ năm nhá. Câu 20. Hỗn hợp x gồm hai anken là đồng đẳng kế tiếp. Lại đồng đẳng kế tiếp CN trung bình, H2N trung bình. Được chưa? Có thể tích là 4,48, vậy ta tìm được số mol bằng 4,48 chia 2,4 bằng 0,2 mol. Nếu cho x đi qua nước brom dư, đúng chưa? Thì khối lượng bình tăng lên, ta lại có m bình tăng. M bình tăng chính bằng m của anken, đúng không? Mx bằng 9,8. Ok, câu này giống câu 19 đúng không? Câu này giống câu 19. Vậy mình có này, suy ra này, mình có này, phân tử khối trung bình giải nhanh luôn. Đây là 12n trung bình cộng với lại 2n trung bình thì bằng 9,8. Đó, 9,8 là khối lượng chia cho 0,2. 9,8 chia 0,2. 49 bằng 49. Vậy suy ra ta tìm được n trung bình bằng 49 chia cho 14 3,5. N trung bình bằng 3,5. Lớn hơn 3, nhỏ hơn 4. Vậy một cháu là C3H6, một cháu là C4H8. Ok chưa? Đấy nha, chúng mình dạy các cháu một skill nhé. Chúng mình dạy cho các cháu một skill để cho các cháu biết rằng là những cháu nào mà ở lại theo dõi chúng mình đến cuối cùng thì luôn luôn nhận được món quà to đùng. Dạy các cháu một skill này để bài hỏi phần trăm thể tích. Biết thằng này là 3, biết thằng này là 4, cháu này là 3,5, nhìn chúng mình trừ nhé. 4 trừ 3,5 thì bằng 0,5. 3 trừ 3,5 thì bằng 0,5. 0,5 chia 0,5 thì bằng 1 chia 1. Vậy tổng bọn này là 100% ạ. Đúng không ạ? 100%, mà đây là 1 chia 1, vậy là mỗi thằng chia một nửa ạ. Đúng chưa? Được chưa? Mỗi thằng chia một nửa này, được chưa? Vậy là gì? Vậy là gì? Vậy là gì? Đây 1 chia 1, vậy thằng này là bằng 50%. Bằng này là 50%. Nhìn nó chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là gì? 50. Đáp án đúng là đáp án à. Dễ không? Dễ không? Chào Võ Hoài Thanh có gì móc nhá. Dễ không các cháu thấy không? Đấy các cháu chú ý nhá, các cháu chú ý. Cảm ơn tất cả các cháu. Cảm ơn tất cả các cháu đã theo dõi video livestream của chúng mình nhá. Các cháu đã theo dõi video livestream của chúng mình. Các cháu và cực kỳ cảm ơn những cháu nào mà đã share video livestream của chúng mình. Cả cực kỳ cảm ơn những cháu nào đã share video livestream của chúng mình. Những cháu nào đã share thì inbox cho chú. Inbox cho chú để nhận quà nhá, chụp ảnh là inbox nhá để nhận quà. Đấy chưa? Chúc các cháu ngủ ngon. Bye bye. Hẹn gặp lại nhá. Hẹn gặp lại các cháu vào 20 giờ 30 tối thứ ba và tối thứ năm hàng tuần. Hàng tuần. Với chuyên mục lấy gốc hữu cơ. Bye bye. Chào tạm biệt. Đấy, quả tim béo. Bye bye. Chào tạm biệt. Hiện để một anken bất kỳ có dạng để hợp chất trên có đồng phân hình học nhé, để hợp chất trên có đồng phân hình học đó là gì? R1 khác R2 và R3 khác R4. Ok chưa? Mình sang câu 22 này. Cho anken sau, tên thay thế của anken này là. Rất nhiều cháu không biết cách gọi tên anken. Rất rất nhiều cháu không biết cách gọi tên anken. Bây giờ chú Minh hướng dẫn lại chúng ta cách gọi tên anken nhé.
bước 1 phải vẽ lại cái mạch đã. C này, C này, C này, nối đôi C này, C này, C này, C. Bước 1 như vậy, được chưa? Bây giờ bước 2 đánh số. Đánh số thì mình phải đánh số từ carbon gần nối đôi nhất nhất trước, được chưa? Vậy anh này là 1 2 3 4 5, được chưa? Vậy ở đây mình sẽ có là ở vị trí số 2 này, metin này, vị trí số 3 này, metin này. Vậy nó là 2,3 dimetin, 2,3 dimetin, bởi vì có hai thằng carbon mà, hai nhóm CH3 mà. 2,3 dimetin, được chưa? Đấy này, mẹ em phải bón phân pentờ. Pentờ 2,3 dimetin pentờ. Mấy en đây? 1 2 2 en. 2,3 dimetin pentờ. 3 en là sai hết. 2,3 dimetin pentan sai hết. 2,3 dimetin pentờ 2 en, cái này mới đúng. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C các cháu nhá. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Ok. Dễ mà đúng không? Dễ hơn là húp cháo. Mình sang câu tiếp nhá. Câu 23. Chất nào sau đây có đồng phân hình học? Câu 23. Chất nào sau đây có đồng phân hình học? Thế thì chúng ta phải dựa vào cái điều kiện lúc nãy mình học đây. Đúng không? R1 khác R2, R3 phải khác R4 thì mình mới biết là có đồng phân hình học hay không. Vậy này, điều kiện để có đồng phân hình học đầu tiên phải có nối đôi. Thằng này có nối 3, toang. Được chưa? Thằng này không có nối đôi, toang. Vậy mình chỉ xét thằng B với thằng C thôi ạ. Được chưa? Thằng C chúng mình viết ra, thằng B chúng mình viết ra cho các cháu nhìn nhá. C nối đôi C này. F này. F này. F này. F này, và mình nhìn thấy thằng F này giống thằng F này, thằng F này giống thằng F này. Vậy điều này chứng tỏ rằng là chất B không có đồng phân hình học ạ. Đúng chưa? Chất B không có đồng phân hình học. Còn chất C thì sao? Chúng ta nhìn chất C nhá. Chất C nhá. Ôi thôi rồi, tờ giấy nháp rồi. Đây 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 đây. Lấy tờ giấy nháp này. Đây chúng ta nhìn này, cái thằng chất C này. Chất C chúng mình viết là cho chúng ta nhìn nhá, nhìn thật kỹ nhá. Ở trong lớp này có chú Minh chưa có người yêu. CH3 này, C này, H này, nối đôi này, C này, H này, CH2 này, CH3 này. Chúng ta nhìn thấy này, cháu này, cháu CH3 khác cháu H. Đúng rồi, cháu CH2, CH3 khác cháu H. Vậy này, thằng này khác này này giống như kiểu cánh bướm, đúng không? Khác nhau, vậy nó là một con bướm. Vậy ở đây, chúng ta đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. C đúng nhá. C đúng, ok. Ok chưa? Hiểu chưa nào? Hiểu chưa? Câu 24. Câu 24, sản phẩm chính thu được. Câu 24 sản phẩm chính. Lưu ý ở đây là hỏi sản phẩm chính nhá. Đề bài hỏi chúng ta sản phẩm chính. À, thu được khi cho 2 metin propen tác dụng với HCl. 2 metin propen. Propen đây. Đây là propen. 2 metin propen đây. Được chưa? Tác dụng với HCl. HCl thì nó coi như là HX, được chưa? Thì có clo này là chân dài, được chưa? Clo này là chân dài được coi là X, X chân dài. Vậy chân dài thì sẽ cặp với gì các cháu? Chân dài thì sẽ cặp với các gì ạ? Chân dài cặp với gì? Chân dài cặp với đại gia hay là cặp với chí phèo ạ? Đây, khi mà liên kết pi đứt ra thì chia hai cái vạch lên. Đúng chưa? Anh này nhà một tầng, anh này nhà hai tầng. Nếu em là chân dài, em chọn anh nhà một tầng hay anh nhà hai tầng? Dĩ nhiên chúng ta sẽ ưu tiên chọn anh nhà hai tầng hơn. Clo sẽ cắm vào đây hơn. Đúng chưa? Còn lại H cắm vào vị trí còn lại. Được chưa? Đây vị trí carbon số 1, carbon số 2, carbon số 3. Vậy thằng này sẽ được đọc là gì? Hai clo, clo tại vì chữ C nhé. Tại vì chữ C này đứng trước chữ M. Đúng chưa? Hai metin. Đấy, người ta sắp xếp thứ tự thế này các cháu hiểu không nhỉ? Chữ C đứng trước chữ M nên là hai clo phải đọc trước, hai metin đọc sau, được chưa? Mẹ em phải, vậy là hai clo hai metin propan. Hai clo hai metin propan. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B bò. B bò. B bò. Ok. Nào 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 nào. Tiếp tục nhá, sang câu 25. Hôm nay đông cháu đây này thì tí nữa đến câu 30 chúng mình lại phát quà tiếp. Câu 25. Tên gọi của hydrocarbon mạch hở có một liên kết đôi là. Câu 25 nhá. Tên gọi một hydrocarbon mạch hở có một liên kết đôi là. Lưu ý nhá, đây nhá. Tên gọi một hydrocarbon mạch hở có một liên kết đôi. Chú ý ở đây là yêu cầu là có một liên kết đôi thì ankan là no hết, là không có liên kết đôi nào. Được chưa? Olefin thì chính là anken, đúng chưa? Olefin thì chính là anken. Vậy thì nó sẽ có một liên kết đôi. Một liên kết đôi. Ok chưa? Aren là rất nhiều an là rất nhiều liên kết đôi. Ankin là có một liên kết ba, một liên kết ba. Vậy ở đây mình có này, olefin là anken có một liên kết đôi. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A nhá. Câu 25 đáp án A. Mình sang câu 26 nha. Câu 26, anken là ở đây định nghĩa. Anken là những hydrocarbon không no trong phân tử có một liên kết ba. Sai rồi, anken phải có một liên kết đôi cơ ạ, đúng không? Ý B, những hydrocarbon mạch hở có một liên kết đôi trong phân tử. Được.
những hydrocarbon không no có một cái đôi trong phân tử được, những hydrocarbon không no cái này chung quá. Vậy ở đây alken đúng nhất nó phải là những hydrocarbon không no và có một liên kết đôi trong phân tử nhá. Những cái câu đúng nhất là những hydrocarbon không no và có một liên kết đôi trong phân tử. Đáp án đúng chúng ta nó là đáp án C, đáp án C. Ok, mình sang câu tiếp nhá. Câu số 27. Không biết có nhanh quá không nhỉ? Câu số 27. Chất tham gia phản ứng trùng hợp là, chúng ta muốn làm được câu 27 này ý, chúng ta muốn làm được câu 27 này, muốn chọn được những chất tham gia trùng hợp, các cháu chú ý là cái phần mà hỏi về trùng hợp này nó có liên quan lớp 12 nhé. Lớp 12 vẫn thi cái này ạ. À, lớp 12 vẫn thi cái này. Thế nên các cháu cần chú ý nhá. Ở đây này, điều kiện để thực hiện phản ứng trùng hợp, lưu ý mình phải có điều kiện. Điều kiện là nó có nối đôi CC. Được chưa? Chỉ cần có nối đôi CC là thực hiện phản ứng trùng hợp. CH4 không có nối đôi CC, toang. CH3, CH3 không có, toang. Được chưa? Vậy là chỉ có thằng 3 và thằng 4 thực hiện phản ứng trùng hợp thôi. Vậy đáp án đúng là đáp án D. Combo thêm một tí món quà dành cho tất cả các cháu đang học của chúng mình là đây này. Bây giờ chúng mình viết cho các cháu cái phương trình này, bởi vì cái phương trình này, phương trình trùng hợp hai cái chất này nó rất quan trọng. Bởi vì là nó có cả thi trung học phổ thông quốc gia luôn, nên nó cực kỳ quan trọng luôn. Nhiệt độ, áp suất xúc tác để tạo thành CH2 này, CH2 này, N lần các cháu ạ. Đấy, N lần. Được chưa? Anh này có tên gọi là etilen. Thì sau khi mà trùng hợp xong, thì nó được gọi là polyethylene. Và rất nhiều cháu không biết cách cái gọi tên viết tắt của nó. Rất nhiều cháu không biết cách gọi tên viết tắt của nó thì chúng mình dạy dạy các cháu cách viết tắt nhé. Viết tắt là chữ đầu PE. PE. Vậy thằng này được ứng dụng làm túi bóng nhá. Cái túi bóng mà chúng ta vẫn dùng đấy, túi bóng này chúng ta vẫn được đồ đấy, đấy ứng dụng của nó là túi bóng. Nào, bốn này, bây giờ chúng mình viết thằng 4 cho chúng ta nhìn nhá. Rất nhiều cháu không biết viết cách cái thằng 4 này. Bao nhiêu năm dạy chúng mình biết rồi. Rất nhiều đứa không biết viết nhá, nhìn kỹ nhá, nhìn kỹ này, thằng 4 này, CH này, gạch này, CH2 này, một vạch đằng trước, một vạch đằng sau này, thằng này bẻ xuống CH3, được chưa? N lần, N lần, nhìn rõ chưa? Đây là, đây anh này tên là propylen, propylen. Thì anh này có tên gọi là poly propylen nhá. Polypropylene. Polypropylene thì viết tắt là PP P P hay còn được gọi là nhựa PP. Thằng này thì được sử dụng làm gì? Màng bọc thực phẩm. Màng bọc thực phẩm. Màng bọc thực phẩm các cháu nhé. Màng bọc thực phẩm. Màng bọc thực phẩm là cái màng bọc mà hay bọc ở bên trong cái tủ lạnh của chúng ta đấy, được chưa? Đấy, chúng ta hay được bọc ở bên trong cái tủ lạnh chúng ta. Vậy đáp án đúng của chúng ta vẫn là đáp án D. 3 và 4 các cháu nhá. Chúng ta sang tiếp này. Câu 28. Câu 28. Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử là C4H8. Câu 28, hợp chất X mạch hở có công thức phân tử là C4H8. Khi tác dụng với HBr cho một sản phẩm duy nhất, lưu ý ở đây là cho một sản phẩm duy nhất. Được chưa? Được chưa? Ok chưa? Vậy công thức cấu tạo của X là, chúng ta nhìn nhá. Thằng A này thử xem là cho tác dụng này. Thằng A là CH3 này, CH này, nối đôi này, CH này, CH3 này mà cho cộng với HBr. Đúng không? Thì nó sẽ tạo thành cái gì? Thì khi mà đứt ra CH3 này, CH này, CH này, CH3 này thì này đứt ra nó chìa ra, nó chìa ra hai cái vạch ra. Đúng không? Thế bây giờ chúng ta chú ý này, bây giờ HBr thì mình coi mình vác thằng Br này đi nhá. Ở đây mình vác thằng Br này đi này. Br này có thể cắm ở đây hoặc cắm ở đây. Thế các cháu chú ý này, Br cắm ở đây hay cắm ở đây nó đều như nhau. Đúng không? Vậy Br cắm ở đây hay cắm đây nó như nhau, H cắm ở còn lại. Vậy thì chắc chắn là cái thằng này chỉ cho chúng ta chỉ thu được một sản phẩm duy nhất rồi. Đúng chưa? Đây, hai chất này nó trùng nhau, các cháu nhìn nhá. Chúng mình viết lại cho các cháu nhìn. Đây, Br vào đây. Đây, CH, H. Đây, CH3. Thì đúng hai chất này trùng nhau. Ê, các cháu chuẩn xiên một cái que qua đây, quay 180 độ, thằng này sẽ biến thành thằng này. Đúng chưa nào? Vậy ở đây mình có là đáp án đúng là đáp án A. Câu 28 đáp án A nhé. Câu 29. Câu 29 là một cái câu về phản ứng trùng hợp rất là hay. Rất là hay luôn, bởi vì là rất ít cháu làm được cái câu 29 này. Bởi vì là nó là dạng lạ nhá. Nó là dạng lạ, nó thuộc vào cái mô típ dạng lạ. Thì bây giờ chúng mình sẽ chữa cho các cháu nhìn này. Câu 29 này, thực hiện phản ứng trùng hợp ethylene. Ethylene là CH2 nối đôi CH2 nhá. Nhiệt độ này, áp suất này, xúc tác này để tạo thành CH2 này, CH2 này, tất cả N lần, được chưa? N lần, được chưa? Một trong các polymer thu được có khối lượng phân tử là 42.000. Vậy anh này phân tử khối bằng 42.000. Được chưa? Vậy hoàn toàn ở đây mình có này. Hoàn toàn đây mình có này. Anh này là 14 cộng 14, được chưa? 14 cộng 14
được bao nhiêu nhân với n bằng 42.000. Ok, vậy hoàn toàn ở đây tôi được 28n thì bằng 42.000. Ok, vậy đến đây mình tìm được n bằng 42 chia cho 28. 42.000 chia cho 28 thì bằng 1.500. Vậy n chúng ta bằng 1.500. Vậy đây chính là số mắt xích, chính là C. Được chưa? Thì cái số mắt xích này nó cũng chính là hệ số polymer hóa, nó cũng chính là hệ số trùng hợp. Các cháu chú ý nhá. Các cháu thật sự chú ý nhá. Đấy, cái câu này là câu dạng lạ nhưng mà rất là dễ thôi. Hoàn toàn là một câu cứu điểm. Sau này các cháu đi làm vào bài thi, các cháu gặp câu này là nhớ là câu này là câu cứu điểm nhá. Đừng có mà bỏ câu này đi là rất là tiếc. Đấy chưa? Bây giờ chúng ta sang cái câu số 30. Đấy chưa? Câu số 30. Câu số 30. Nói lại câu 30 cho các bạn chưa kịp theo dõi này. Chúng mình nhắc lại một lần nữa này. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hydrolefin. Hydrolefin thì là anken. Anken thì luôn luôn có N nước thì bằng NCO2, được chưa? Và mình ứng dụng cái N nước bằng NCO2 này thì mình luôn luôn có một điều là M cộng 4 chia 18. Đây, M cộng 4 chia 18 thì bằng M cộng 30 chia 44. Ok, vậy ở đây chúng ta sẽ có là 44M cộng 4 nhân 44 thì bằng 18M cộng 30 nhân 18. Và từ đó chúng ta tìm ra được M của chúng ta bằng 14. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ok. Ok, mình sang câu tiếp nha. Câu số 31 nào. Câu số 31. Câu số 31. Đốt cháy 2,24 lít một anken. Đốt cháy 2,24 lít một anken. Chúng ta phải nhớ được cái công thức của anken nhé, và mình phải viết được cái phương trình cháy của anken nhé. Đây, anken chúng ta là CnH2n. Chúng ta tìm được số mol của anken là 2,24 mà chia cho 2,4 thì bằng 0,1. Được chưa? Đốt cháy là tác dụng với oxy thì thu được CO2 cộng với lại H2O. Đây là N, đây là N nhá. Được chưa? Vậy hoàn toàn mình cân bằng này. 2N cộng N là 3N. Đây là 3N phần 2. Được chưa? Thế thì 50,4 lít không khí này thì chúng nó có là 20% là oxy. Vậy mình tìm được VOC nguyên chất sẽ bằng, VOC nguyên chất sẽ bằng 50,4, 50,4 nhân với 0,2, nhân 0,2 bằng 10,08. 10,08 lít, 10,08 lít. Được chưa? Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được số mol là lấy 10,08 chia 2,4 thì ra được số mol oxy bằng 0,45 mol oxy các cháu ạ. Bằng 0,45 mol oxy. Vậy ở đây là 0,45. Vậy tới đây chúng ta thực hiện nhân chéo là ra cái bài này nhá, nhân chéo. Chúng ta sẽ có 0,1 nhân với lại 3n phần 2 thì bằng 0,45 nhân với 1. Được chưa? Vậy hoàn toàn tới đây ta sẽ được suy ra mình có 0,1 chia cho 2 bằng 0,05 nhân 3n thì bằng 0,45. Vậy đến đây mình tìm được n của mình bằng 0,45 chia cho 0,15. 0,45 mà chia cho 0,15 thì bằng 3. Được chưa? Vậy n của chúng ta ở đây bằng 3. 3 thì mình thế vào công thức này, mình được nó là C3H2 nhân 3 là 6. C3H6. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. C3H6. Ok. C3H6 nha. Chúng ta sang câu tiếp, câu 32. Vậy là những cái câu tính toán về anken này khá là dễ, nhưng mà nó là những cái câu mà rất rất hay thi trong các đề kiểm tra các cháu. Các cháu cần bắt được tủ nhá. Cần bắt được tủ nhá. Chúng ta có này, chúng mình nhắc lại câu 32. Dẫn 3,36 lít hỗn hợp khí X gồm hai anken là đồng đẳng kế tiếp. Đây này, cái dạng bài tập đồng đẳng kế tiếp là dạng rất rất hay thi nhá. Dạng đồng đẳng kế tiếp là dạng rất rất hay thi, các thầy cô rất thích kiểm tra, mà khả năng cao các cháu còn bị kiểm tra online nữa cơ, bởi vì bộ là đồng ý với việc mà kiểm tra online rồi. Đồng đẳng kế tiếp, vậy mình cần nhớ được công thức tổng quát của anken. Anken là CN trung bình, H2N trung bình, đúng không? Số mol là 3,36 chia 2,4 thì bằng 0,15. Được chưa? Vào bình đựng nước brom, vào bình đựng nước brom thì thấy M bình tăng, nước brom nó giữ lại anken, có nghĩa nó giữ lại CnH2n. Được chưa? Vậy suy ra một điều là M bình brom tăng, M bình brom tăng thì chính bằng M anken. Ok. Và M bình brom tăng đề bài cho chúng ta bằng 7,7. Bằng 7,7. Vậy khối lượng thằng anken này cũng bằng 7,7. Ok. Được chưa? Bằng 7,7. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm ra được phân tử khối trung bình của anken. Phân tử khối trung bình của anken thì bằng 7,7 chia cho 0,15. Ok chưa? 7,7 chia 0,15. 7,7 chia 0,15 thì mình có 7,7 chia 0,15 bằng 51,33. 51,33. 51,33. Ok chưa? Vậy mình có này, phân tử khối của x ở đây của chúng ta nhìn nhá, bằng 12n cộng 2n bằng 12n cộng với lại 2n. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được n bằng 51,33 chia 14. Thằng này chia cho 14 thì bằng 3,66.
3,66. Ok. Đấy, mình tìm được đến đây rồi. Đây là một cái kỹ năng cần làm trong phần mà đồng đẳng kế tiếp. Các cháu cần phải lưu ý đến từ đồng đẳng kế tiếp. Vậy thì số nguyên tử carbon của nó phải là hai số kế tiếp. Thằng 3,66 này lớn hơn 3 và nhỏ hơn 4. Được chưa? Vậy một thằng là C3H6, một thằng là C4H8. Các cháu nhớ chưa? Một thằng là C3H6, một thằng là C4H8. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bò các cháu nhé. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bò. Ok. Ok, hiểu chưa nhỉ? Hiểu chưa nhỉ? Hiểu chưa? Hiểu chưa thì chấm cái nhá. Nào chúng ta sang câu tiếp nhé. Câu số 32. Chúng ta sang câu tiếp, câu số 33. Đấy, bây giờ chúng ta sang những cái câu bài tập tính toán nó đòi hỏi cái độ IQ nó cao hơn một chút xíu. Các cháu chú ý làm bởi vì là ở những cái câu này là câu rất rất bị hay bị các thầy cô hỏi ở trên lớp cũng như ở trên trường nhá. Chú Vinh giải cực kỳ kỹ cho các cháu. Các cháu chỉ cần chú ý xem học là hiểu thôi. Này câu 33, cố gắng một tí xíu là được. Câu 33 này, cho 896 ml thì cái này có nó có phải bằng là 8,96 lít không ạ? Được chưa? Mà đề bài bói là alken x. Vậy chúng ta lại ký hiệu alken của chúng ta nó là CnH2n nhá. Được chưa? Thế thì số mol của nó là 8,96 chia 2,4. 8,96, 8,96 chia 2,4 bằng 0,4 mol. 0,4 mol nhá. 0,4 mol này. 0,4 mol qua dung dịch brom dư, qua dung dịch brom dư sau phản ứng thấy khối lượng bình brom tăng. Thế lại như cũ, đúng không? Ta có này, khối lượng bình brom tăng, bình brom tăng chính bằng khối lượng thằng bị giữ lại, chính bằng khối lượng của thằng alken. Đúng chưa? Vậy khối lượng thằng này bằng 22,4. Ok. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được phân tử khối của x sẽ bằng 22,4 chia cho 0,4 và bằng 2,4 chia 0,4. 2,4 chia 0,4 thì bằng 5,56 gam. 56. Phân tử khối của nó bằng 56. Mặt khác, đây là 12n cộng 2n. 12n cộng 2n. Vậy đến đây mình tìm được n bằng 56 chia 14. 56 chia 14 thì bằng 4. Được chưa? Vậy n chúng ta bằng 4. Vậy suy ra công thức của nó là C4H8. Được chưa? C4H8. Vậy mình nhìn đáp án nhé. Mình nhìn đáp án này, thằng này loại 1 2 3 4 5 C5 loại. Thế thằng này C4 này, thằng này C4 này, thằng này cũng là C4 này. Đề bài cho ta một cái yêu cầu và cái dạng yêu cầu này rất hay thi ạ. Cái dạng những yêu cầu này cực kỳ hay thi và đề thi rất thích ra những cái thằng như này là yêu cầu nó có đồng phân hình học. Được chưa? Khi mà yêu cầu nó có đồng phân hình học thì mình phải nhìn mình nhớ điều kiện đồng phân hình học nhá. Đúng chưa? A khác B và C khác D thì mình nhìn thằng này có nối đôi đầu mạch này, không có đồng phân hình học. Được chưa? Mình nhìn thằng B nhé, mình nhìn thằng B nhé, chúng mình viết lại thằng B sang bên cạnh cho các cháu nhìn này. H này. Được chưa? CH3 này. H này, CH3 thì chúng ta nhìn thấy thằng này có đồng phân hình học bởi vì thằng H nó khác thằng CH3. Được chưa? Thằng H nó khác thằng CH3. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta nhìn thấy rằng là hai thằng này khác nhau, đây thằng H khác CH3, thằng H khác CH3. Vậy là ok, đáp án đúng là đáp án B, bò. Ok, đáp án đúng là đáp án B, bò nha. Chúng ta sang câu tiếp này. Câu 34. Câu 34 này. Câu 34. Dẫn 3,36 lít hỗn hợp X gồm hai anken vào bình nước brom dư. Lại là hai anken. Hai anken này, vậy thì bây giờ chúng ta lại đặt công thức chung là CN trung bình, H2N trung bình và hoàn toàn chúng ta tìm được nó cứ theo một cái mô tuýp cũ thôi. Chúng ta tìm được số mol của nó bằng 3,36 chia cho 2,4 thì bằng 0,15 mol. Được chưa? 0,15 mol vào bình đựng nước brom dư các cháu ạ. Đây, brom dư thì thấy khối lượng bình tăng, lại thấy khối lượng bình tăng 7,7. Ôi chốc, ba câu này quen quen nhỉ. 7,7. Chú Minh giải nhanh câu này được không nhỉ? Vậy chúng ta có này, khối lượng bình tăng chính bằng khối lượng alken nhá. Khối lượng bình tăng chính bằng khối lượng alken. Vậy hoàn toàn mình tìm được phân tử khối của alken. Ở đây là 12N cộng 2N là 14N. Đúng chưa? 14N trung bình thì bằng 7,7 chia cho 0,15. 7,7 chia cho 0,15 này, 7,7 chia 0,15 thì bằng 51,33. 51,33. 51,33. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được n trung bình bằng 51,33 chia cho 14. Đúng rồi, hình như làm rồi, bằng 3,66. Bằng 3,66. Thằng này lớn hơn 3, nhỏ hơn 4. Vậy một thằng là C3H6, một thằng là C4H8. Ok. Một thằng C3H6, một thằng C4H8 nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bò. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bò. Ok, chúng ta sang câu tiếp theo nhá. Câu số 35.
câu tiếp theo, câu số 35. Chúng ta còn 5 câu nữa thôi các cháu ạ. Rồi, sang câu tiếp theo, câu số 35. Câu số 35 này là một câu khá là khó lên một chút xíu nhá. Khó lên một chút xíu xíu thôi. Chúng mình để cho nó chút tận có chút khó là một tí xíu thôi. Đốt cháy hoàn toàn 10 ml hydrocarbon X. Được chưa? Hydrocarbon X thì chúng mình nhìn này, A này, B này, C này, D này, cả A, B, C, D chúng ta đều nhìn thấy nó là anken. Vậy thì chẳng có tội gì mình không ký hiệu hydrocarbon X là anken. CnH2n. Được chưa? Đúng rồi, câu 34 này như chúng mắt lé. Sorry cả nhà. Ở đây đề bài không nói chúng ta là có đồng đẳng kế tiếp hay không. Chúng mình vừa chọn C3 và C4 là sai. Sorry cả nhà. 3,36 này, 3,66 thì một thằng nhỏ hơn 3,66, một thằng lớn hơn 3,66 là được. Thế là loại thằng C4 với C5. Được chưa? Thằng 2 này nhỏ hơn 3 cũng được, thằng 4 này lớn hơn 3 cũng được. Thằng 3 này nhỏ hơn 3,66, thằng 4 này lớn hơn 3,66 đều được. Vậy đáp án đúng chúng ta phải là đáp án D, A hoặc B nhá. Thank you, chú Minh mắt lé, chính xác, đáp án đúng đáp án D. Thank you cả nhà. Nào, chúng ta sang tiếp nhé, chúng ta sang tiếp nhé. Chúng mình vừa mới nói lại cái câu số 35. À, các cháu chú ý này, câu số 35 này mình có này, đốt cháy hoàn toàn 10 ml, đốt cháy hoàn toàn 10 ml. Đây chúng ta vừa có là A, B, C, D đều là anken. Vậy mình ký hiệu thằng X của mình là anken nhá. Vào tác dụng vừa đủ với 60 ml khí oxy. Đây là 10 này. Ở đây tác dụng vừa đủ nhá. Thì đây là 60 này. Sau phản ứng thu được CO2 là 40. Đúng chưa? Cộng với lại nước. Ok. Đề bài nói này, X là mất máu dịch brom. Được chưa? Và có mạch carbon phân nhánh, các cháu lưu ý nhé, mạch carbon phân nhánh, carbon phân nhánh, thằng này mặt thẳng thẳng không phân nhánh, vứt, được chưa? Carbon phân nhánh cơ. Vậy ở đây nhé, chúng ta có này, bước 1 là mình đi bảo toàn carbon thôi, mình có này, số nguyên tử carbon sẽ bằng số mol CO2 40 chia 10 bằng 4, sao C4, đúng chưa? C4 mà lại có mạch carbon phân nhánh thì nhìn cháu này, 1 2 3 4 5, C5 vứt đấy, cháu này C mấy đây, 1 2 3 4 5 vứt nốt, được chưa? Vậy ở đây mình có 1, 2, 3, 4. Vậy mình chỉ có đáp án B, đủ 4 carbon thôi. Vậy là ngon, lành cành đào, húp như húp cháo rồi các cháu ạ. Dễ nhá, đáp án đúng là đáp án B bỏ, rất là dễ. Vậy chúng ta ở đây chúng ta nhớ là số nguyên tử carbon, chúng ta có một công thức là số nguyên tử carbon thì luôn luôn bằng số mol CO2 chia cho số mol cháy các cháu nhá. Luôn bằng số mol CO2 chia cho số mol cháy. Ok. Ok nào. Chúng ta sang câu 36, một câu level khá là cao. Nhưng mà yên tâm, chúng mình cần hết. Câu 36 một câu level khá là cao nhá. Chúng mình cần hết. Đốt cháy hoàn toàn argon hỗn hợp eten. Đốt cháy hoàn toàn argon hỗn hợp eten C2H4, được chưa? Propen C3H6, được chưa? Bút2en C4H8, ok chưa? Cần thế thì có nghĩa là ở chỗ này là chúng ta phải biết được cái công thức, hay là phải từ cái tên gọi mà mình tìm ra được công thức, thì eten là mẹ em là C2, đúng chưa? Propen là mẹ em phải thì nó là C3. Bút 2N là mẹ em phải bót, vậy là C4H8. Ok. Cần dùng vừa đủ V lít B lít khí oxy, oxy thì thu được CO2 số mol là 2,4 mol. Số mol nước, đây, số mol nước cũng là 2,4 mol. Thực ra chúng ta nhìn thấy là điều dễ nhiên thôi, bởi vì bọn này là anken mà. Anken thì đốt cháy luôn luôn cho số mol nước bằng số mol CO2. Đề bài hỏi chúng ta là giá trị của B. Thế thì vì vậy nên là cái bài này nó hay cho chúng ta theo kiểu là đánh đánh lừa thị giác. Rất nhiều cháu nhìn thấy, ui bài này khó quá thôi bỏ không làm. Thế là rất phí các cháu ạ. Các cháu nhìn kỹ nhá. Chúng mình hướng dẫn cho các cháu cách giải nhanh nhá. Nhá, chúng mình hướng dẫn các cháu cách giải nhanh này. Các cháu nhìn kỹ này, bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy thì ta có này, bên trong thằng này không có oxy. Vậy là chỉ oxy từ O2 chui vào CO2 và chui vào H2O thôi ạ. Vậy thì đến đây mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy nhá. Bảo toàn nguyên tố oxy mình có hai lần số mol O2. Hai lần số mol O2 thì bằng hai lần số mol CO2 cộng với lại một lần số mol H2O. Ok chưa? Vậy thì hoàn toàn mình được này. Vậy suy ra số mol O2 sẽ bằng 2 nhân với 2,4 cộng với 1 nhân với 2,4 chia cho bao nhiêu? Chia cho 2 thì bằng 2 nhân 2,4 này, 2 nhân 2,4 cộng 1 nhân 2,4 bằng chia 2 bằng 3,6. 3,6. Được chưa? 3,6 thì mình tìm được số mol oxy bằng 3,6 thì hoàn toàn thế đây chúng ta nhân với lại 2,4 thì mình ra được thể tích bằng 80,64 lít. 80,64 lít các cháu nhé. Được chưa? 80,64, đáp án đúng là đáp án cờ. Có, đúng không? Đáp án đúng là đáp án cờ. Ok.
Đấy, rất là dễ đâu các cháu ạ. Những cái câu bài tập về Anken nhá. Nếu mà chúng ta học siêu khủng thì nó là có rất nhiều dạng bài khó. Nhưng bây giờ chúng ta đã học nền tảng. Học nền tảng mình chỉ cần làm những bài dễ dễ thôi. Miễn làm sao giải được bài tập là được. Được chưa? Câu 37, dịch bệnh nó như thế này mà. Câu 37, đốt cháy hoàn toàn V lít khí gồm CH4 và C2H4. Sẵn sàng nhá, chúng ta chữa tiếp. Đốt cháy hoàn toàn V lít khí gồm CH4 và C2H4. Được chưa? Đốt cháy này thì oxy thu được CO2 là 0,15 mol, H2O là 0,2 mol. Được chưa? Nhìn kỹ nha, nhìn kỹ nha. Đề bài hỏi giá trị của V, có nghĩa hỏi là thể tích bọn này thì bằng bao nhiêu. Ok. Đúng không? Đề bài hỏi giá trị của V. Thế thì đơn giản lắm. Rất đơn giản thôi. Bây giờ cái câu chuyện của chúng ta nó xảy ra như thế này. Các cháu có hai cách làm nhá. Các cháu thích làm cách nào cũng được. Còn chúng mình ấy thì chúng mình giải giải cách này cho các cháu dễ nhìn này. Đặt thằng này là A, đặt thằng này là B cho dễ pha. Thì ở đây chúng mình sẽ có này, phương trình thứ nhất là bảo toàn carbon nhá. Bảo toàn carbon này, A trong này một carbon thôi, 1A trong này có hai carbon này, 2B bằng này CO2 0,15 nhân 1, 1 nhân 0,15. Ok. Tiếp tục là bảo toàn hydro nhá. Bảo toàn hydro này, nhìn này, trong này có 4 hydro, 4A cộng với trong này có 4 hydro là 4B thì bằng này, trong nước này có 2 hydro này, 2 nhân với lại 0,2. Hoàn toàn tới đây chúng ta bấm máy tính giải hệ là chúng ta sẽ tìm ra được. 1 2 này. 1 bằng này, 2 bằng này, 0,15 bằng này, 4 bằng này, 4 bằng này, 0,4 bằng này, 0,05, A bằng 0,05, B bằng 0,05. Được chưa? A bằng 0,05, B bằng 0,05. Ok, vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được tổng số mol bằng 0,05 cộng 0,05 thì tổng số mol hai này bằng 0,1. Ok chưa? Bằng 0,1. 0,1. Vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được thể tích của hỗn hợp này bằng 0,1 nhân 2,4. 0,1. 0,1 nhân 2,4 bằng 2,24. 2,24 lít. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A các cháu nhá. Được chưa? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ok. Sang câu 38 nhá. Sang câu 38 nhá. Sang câu 38. Một hydrocarbon X. Câu 38 này. Một hydrocarbon X. Một hydrocarbon X cộng với axit HCl. Được chưa? Theo tỷ lệ mol 1 chia 1. Được chưa? Đây là cộng với lại HCl theo tỷ lệ mol 1 chia 1. Chúng ta nhìn này, đáp án A, đáp án B, đáp án C, đáp án D, tất cả bọn này thì đều có chung công thức là CnH2n, đúng không ạ? Tất cả bọn này đều có chung công thức là CnH2n. Vậy ở đây mình coi thằng X là CnH2n cộng HCl theo tỷ lệ mol 1 chia 1 thì có phải nó tạo thành là CnH2n cộng 1Cl không ạ? Đúng không ạ? Vậy thì ở đây đề bài nói là phần trăm khối lượng clo là 45,223. Vậy mình có này, phần trăm khối lượng của clo có phải là bằng, đây anh này có một clo là 35,5 chia cho phân tử khối thằng này 12n, 12n cộng với 2n cộng 1, 2n cộng 1 cộng với lại Cl là 35,5. Được chưa? Như đề bài nói thì nó bằng là 45,223. Vậy là nó bằng là 0,45223. Chỗ này chúng mình hết chỗ viết rồi. Ok chưa? Vậy ở đây chúng mình sẽ giải ra nhé. Chúng mình sẽ giải ra, chúng mình sẽ có này, 12N cộng 2N là 14N ạ. Cộng với lại 36,5 ạ. Thì bằng 35,5 chia cho 0, 35,5 chia cho 0,45223 bằng 78,49. Thế là bằng 78,5. Hoàn toàn tới đây chúng mình tìm được N. N sẽ bằng 78,5, 78,5 trừ đi 36,5 thì bằng 42. 14N thì bằng 42. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được N. 42 chia 14 bằng 3. 42 chia 14 bằng 3. Bằng 3, vậy thì mình thế vào công thức này, mình sẽ suy ra được nó là C3H6. Ok. Câu 38 đáp án đúng của chúng ta là đáp án A các cháu nha. Chúng ta sang câu 39. Ôi, vậy là chúng ta chỉ còn mỗi câu 39 với lại câu 40 nữa thôi là chúng ta phải rời xa nhau rồi. Đấy. À, các cháu chú ý nhá. Câu 39 này. Đen đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp hai anken đồng đẳng kế tiếp nhau. Đây để bài cho là anken đồng đẳng kế tiếp, được chưa? Vậy ở đây mình có này, CnH2n trung bình đây. Số mol là 0,1, đốt cháy vào oxy này, thu được CO2 này và nước này, đúng không? Thế bây giờ chúng ta đi cân bằng phương trình nhé. Thì anh này là N. Thì anh này cũng là N. Ok, thì số mol nó là 0,1 nhân N. 0,1N. Chỗ này cũng là 0,1 nhân N là 0,1N. Ok chưa?
Vậy thì hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ suy ra được là khối lượng của CO2, khối lượng của CO2 thì nó bằng là bao nhiêu đây? 44 nhân 0,1N. 44 nhân với 0,1N. Còn khối lượng của H2O thì bằng, khối lượng của H2O thì bằng 18 nhân với 0,1N. Ok, đề bài nói là hơn kém nhau 6,76 gram. Vậy mình có MCO2 trừ M nước thì bằng 6,76. Hay nói khác, 44 nhân 0,1 trừ đi 18 nhân 0,1 thì bằng 6,76. Ok, vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được N, đúng không? Chỗ này là 4,4N trừ đi 1,8N thì bằng 6,76. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được N luôn, là 4,4 này trừ đi 1,8 này bằng này bao nhiêu này, 6,76 chia N này bằng này 2,6. N của chúng ta bằng 2,6 nhé. N chúng ta bằng 2,6. Thế mà ở đây nói là đồng đẳng kế tiếp, chúng mình không bị lừa nữa, đúng không? Đồng đẳng kế tiếp. Vậy N trung bình bằng 2,6. Vậy thằng này lớn hơn 2, nhỏ hơn 3, đồng đẳng kế tiếp mà. Vậy một thằng là C2H4, một thằng là C3H6. Ok chưa? Ok chưa? Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta tìm được một thằng là C2H4 và một thằng là C3H6. Đáp án đúng là đáp án à. Câu cuối cùng của buổi tối hôm nay. Câu cuối cùng của buổi tối hôm nay, câu boss của buổi tối hôm nay đây. Câu này chú thề với các cháu là chắc chắn có trong đề kiểm tra luôn. Chắc chắn có trong đề kiểm tra luôn. Các cháu mà kiểm tra bài ăn can với bài ăn ken thì 100% là có luôn. Thế nhá, nhìn nhá. X, Y, Z là 3 hydrocarbon kế tiếp trong dãy đồng đẳng. Chú ý cái từ kế tiếp. Vậy mình có này, X này, Y này, Z. Và do nó là kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng nên ta luôn luôn có X hơn Y 14 đơn vị carbon, Y hơn Z 14 đơn vị carbon. Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta có là MZ trừ đi MX, đúng chưa? Thì bằng 14 cộng 14 thì bằng 28. Mặt khác đề bài nói chúng ta một điều là MZ bằng 2 lần MX. MZ bằng 2 lần MX. Vậy hoàn toàn giải cái hệ này mình tìm được MX của mình bằng 28 và MZ của mình bằng 56. Ok? Và với MX bằng 28 ạ. MX bằng 28 chúng ta chia cho 14. 28 chia 14 thì bằng 2, đúng chưa? Vậy thì công thức của nó sẽ là C2H4 và thằng gấp đôi nó sẽ là C4H8. Ok, vậy x của chúng ta là C2H4 nha. Còn y của chúng ta là C4, thằng Z là C4H8 nhá. Vậy thằng nằm ở giữa chỉ còn một cách nữa là C3H6. Vậy mình tìm được thằng y là C3H6. Đề bài nói đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol y. Vậy là mình mang thằng C3H6 này, 0,1 mol này mang đi đốt cháy, được chưa? Tác dụng với oxy thì mình thu được hỗn hợp gồm CO2 với H2O nhá, được chưa? Mình đi bảo toàn carbon thì 0,1 nhân 3 thì thằng này bằng 0,3, được chưa? Thấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng 2 lít dung dịch BaOH2 lần. Vậy hấp thụ toàn bộ thế này vào BaOH2 lần, chúng ta có số mol BaOH2 lần bằng 0,1 nhân 2 thì bằng 0,2, được chưa? Để tạo thành, đây, tạo thành. Thế thì ở đây chúng mình có hai cách làm. Chúng mình làm cách cổ điển nhé. Chúng ta có này, OH trừ này, chia cho CO2 này, OH trừ chia cho CO2 thì bằng bao nhiêu? Đây 0,2 nhân 2 thì bằng 0,4. 0,4 mà chia cho 0,3. 0,4 chia 0,3 thì bằng bao nhiêu các cháu ơi? 0,4 chia 0,3 thì bằng 1,33. 1,33. 1,33. 1,33 này thì lớn hơn 1, nhỏ hơn 2. 1 tương ứng với việc tạo thành HCO3 trừ, 2 tương ứng với việc tạo thành CO32 trừ. Ok, được chưa? Thế thì ở đây chúng mình có này, thằng này là 1, thằng này là 2, thằng này là 1,33. 1 trừ 1,33 bằng 0,33, 2 trừ 1,33 bằng 0,67. Thằng này chia thằng này bằng 1 chia 2. Vậy chúng mình đặt CO32 trừ là A thì HCO32 trừ là 2A. Tới đây chúng mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. Bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. Bảo toàn carbon chúng mình có carbon đầu tiên nằm ở trong CO2 là 0,3 thì bằng carbon sau nằm ở trong CO3 là A và HCO3 trừ là 2A. Đến đây chúng ta tìm được A bằng 0,1. Hay nói khác, số mol CO32 trừ bằng 0,1. Được chưa? Được chưa? Thế thì do này, số mol CO32 trừ bằng 0,1, CO32 trừ bằng 0,1, Ba2 cộng bằng 0,2. Ba2 cộng bằng 0,2. Vậy tác dụng với nhau thì mới tạo thành kết tủa BaCO3. Vậy BaCO3 này, kết tủa này phải tính theo thằng nhỏ hơn. Thằng nhỏ hơn ở đây là thằng CO3 hay trừ là 0,1, tính theo 0,1.
Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng của kết tủa là 0,1 nhân 197. 0,1 mà nhân 197 thì bằng 19,7. Đáp án đúng của chúng ta là